một đề tài. Và đề tài các bạn ở đây cô cho là cái nhiễu, một là nhiễu xạ TX, hai là nhiễu xạ electron neutron. Cái thứ ba là tìm hiểu về SEM và TEM. Cái thứ tư là các phương pháp đo tính chất từ của vật liệu và vật liệu nano từ. Cái thứ tư á, là cô làm, cô để gọn hơn là các bạn tìm hiểu một cái chủ đề là vật liệu nano từ thôi. Và cái thứ năm là cái các phương pháp đo tính chất dẫn điện của vật liệu, hiện tượng siêu dẫn. Cái thứ năm thì để cho các bạn hiện tượng siêu dẫn để cho các bạn dễ làm, sao mà xa mà học online nữa, đôi lúc nó không được gọi là nó không được hiệu quả bằng học trực tiếp. Rồi được chưa? Năm cái đề tài này các bạn tự phân chia trong 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 nhỏ trong lớp với nhau nhé. Và bạn mà hay liên lạc với cô là bạn tên chị hè? Tên Hoa. Dạ, Hoa. À, bạn Hoa. À, bạn Hoa dạ, có đấy không Hoa? Dạ, à, Hoa, dạ, đây rồi. Hoa sau khi mà cho các bạn chọn đề tài rồi thì Hoa gửi qua Zalo cho cô cái danh sách là những bạn nào chọn đề tài nào nhé. Ví dụ như là dạ, nhóm 1 gồm bạn A, bạn B chọn đề tài nhiễu xạ TX, ví dụ như vậy nhé. Chi tiết dạ, như vậy cho cô. Ừ. Dạ dạ. Năm đề tài đó, một là các bạn chụp lại màn hình thì các bạn có thể ghi lại nhé. Năm cái đề tài. Sau khi ta học xong thì các bạn nộp lại. À, về thống nhất lên học tuần sau á, là tuần sau cô vẫn muốn là dạy các bạn vào tối thứ sáu và tối chủ nhật để cho mình tăng tốc cho nó xong luôn á. Còn tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì bốn tối đó thì cô đều có tham gia học cái bằng hai ngoại ngữ, cho nên là không lên lớp để cho các bạn được. Chỉ có tối thứ sáu hoặc là tối thứ bảy cũng được, tối thứ sáu hoặc là tối chủ nhật. Các bạn xem thử là tuần sau nếu mình tăng tốc mình học thêm hai tối đó nữa để cho xong luôn có được hay không. Rồi. Vì mình sẽ cố gắng là mình dồn vào mình nói luôn. Hôm nay mình sẽ nói luôn hai chương. Còn các bạn học qua online thì chủ yếu các bạn tìm hiểu, mình sẽ gợi ý một số vấn đề. Các bạn tìm hiểu, còn học trực tiếp thì mình sẽ gọi là giảng một cách chi tiết, rồi có bản có đồ, rồi mình sẽ phân tích chứng minh nó cụ thể hơn. Nhưng mà bây giờ học online thì trên tinh thần là gọn nhẹ, là các bạn tự tìm hiểu một số vấn đề có liên quan nhé. Rồi tuần sau ta thống nhất là tối thứ sáu và tối chủ nhật các bạn nhé. Hy vọng là tuần sau lịch của cô không có biến động gì. Vì cũng thường thường cũng hay có biến động lắm. Rồi mà. Rồi em nói đi. À, cái môn của thầy giáo á cô cũng mới đặt lịch bữa thứ tối thứ sáu đó cô. Ủa vậy hả? Dạ, bởi vì kẹt đó. Thầy cũng dạy online hả? Vậy thì thôi, dạ, vậy thì quả thực tăng tốc đi, tối chủ nhật cũng được cô tăng tốc, cô nói nhanh qua bọn em tìm hiểu là chính. Vậy chẳng lẽ học có hai buổi cũng kỳ. Chắc lẽ thế này cũng phải học 4 đến 5 buổi. Một thì cái buổi hôm sau mình học thêm chút xíu được cũng được. Học viên này giỏi lắm. Cứ tối chủ nhật đi nha, tối chủ nhật là tính sau ha. Dạ, tối chủ nhật là đẹp đó cô. Rồi như vậy thì tối chủ nhật ha. Để coi thử cô tình hình, cô tóm lược lại thì mình sẽ tóm lược ha. Dạ. Thầy giáo mà dạy trực tiếp à? Thầy giáo thường những môn chuyên ngành là thầy dạy trực tiếp chứ sao là dạy online ha? Lần trước thầy dạy trực tiếp một môn nữa cô. À. Rồi thế nhá, giờ ta bắt đầu với thầy cô nhá. Nha các bạn nhá. À, cô sẽ chia sẻ cái phần khác. Rồi nhá, ở đây là tôi sẽ nói cái chương thứ nhất là chương về cấu trúc vật rắn. Chương thứ hai là chương nhiễu xạ TX ha. Đấy. Thì trong cái chương nhiễu xạ TX á thì giáo trình của mình đã có. Rồi chương nhiễu xạ electron neutron và cả xem tem thì giáo trình mình cũng có rất là kỹ, cho nên là có thể hôm nay tôi sẽ nói chương 1. Một vài vấn đề gợi ý cho các bạn tìm hiểu các chương còn lại, và chủ nhật sẽ nói một số các cái vấn đề liên quan đến cái phương pháp phân tích phổ cũng như là các tính chất vật lý của vật liệu. Trong cái chương 1 này về chương cấu trúc của vật rắn ấy, thì cái phần này khá là gần gũi với tất cả các bạn, bởi vì các bạn mình đều là giáo viên cấp 3 hết á, cho nên là nó cũng thuận tiện. Ở chỗ là gì, các bạn nắm cho cô, tức là mình review lại ha, mình nhớ lại các cái kiến thức có liên quan đến cấu tạo nguyên tử. Bởi vì là thực sự đối với môn nghiên cứu vật rắn á, nếu như mà mình nắm chắc được ha, cái cấu trúc của nguyên tử, thì trong quá trình mà mình phân tích các cái phổ có liên quan ha, đến các cái tính chất vật lý mà mình đo đạt được của các cái hệ vật liệu mà mình chế tạo ấy, thì mình sẽ rất là thuận tiện ha, trong việc là mình phân tích các cái phổ đó.
Thông qua việc phân tích các phổ thì các bạn sẽ nêu lên được, hay nói khác là ta sẽ phân tích được các cái tính chất vật lý có liên quan của từng cái vật liệu một. Trong cái phần cấu trúc của nguyên tử á, thì các bạn nắm lại cho cô cái phần cấu tạo nguyên tử, rồi sự phân bố điện tử trong nguyên tử và bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong cấu tạo của nguyên tử á, thì nó khá là đơn giản ở chỗ là nhắc lại một số các cái kiến thức liên quan, ví dụ như là nguyên tử thì được cấu tạo từ những cái hạt nào ha, rồi điện tích là bao nhiêu, khối lượng, số Z, rồi số proton ở trong cái nguyên tử ha, rồi đơn vị khối lượng nguyên tử, rồi số neutron ha, hoặc là ta có thể xem hạt nhân là được cấu tạo từ các nucleon, giống như là một số các cái trường hợp các bạn dạy về cái chương trình mà gọi là các cái phản ứng hạt nhân ấy, ở trong chương trình 12 ấy, đấy, phóng xạ rồi đó, đúng không? Đấy thì về cấu tạo nguyên tử thì ta nắm lại một số các cái kiến thức có liên quan như vậy. Trong cái phần thứ hai đó là về phân bố điện tử trong nguyên tử. Thì chỗ này các bạn phân biệt giúp cho cô là gì? Mình sẽ có hai cái mô hình ha. Không phải có hai mô hình, ta sẽ có nhiều mô hình của các nhà bác học, của các nhà vật lý khác nhau nghiên cứu về cái phân bố điện tử trong nguyên tử. Nhưng mà tự trung lại thì ta sẽ phân chia nó làm hai loại. Loại thứ nhất đó là loại mô hình theo cổ điển, và loại thứ hai là mô hình theo cơ lượng tử, hay nó khác là theo cơ học sống, hoặc là theo cái lý thuyết vật lý hiện đại nhé. Đối với cái mô hình cổ điển ấy, thì người ta cho rằng là các cái điện tử trong nguyên tử thì nó phân bố một cách là gì ạ? Có quỹ đạo xác định ha, rồi có các cái mức năng lượng xác định. Hai cái điểm gọi là hai cái đặc điểm quan trọng nhất của sự phân bố điện tử trong nguyên tử mà mình phải nắm, đó là cái sự phân bố của các hạt ha, sự phân bố của các hạt ở những cái vị trí như thế nào. Và cái thứ hai là tương ứng với sự phân bố đó thì cái mức năng lượng của các cái điện tử trong nguyên tử nó chiếm những cái mức năng lượng nào. Và thông qua đó thì nó sẽ có cái sự gọi là cái phát xạ hoặc là sự hấp thu năng lượng như thế nào, trong khi nó chuyển dời từ cái mức năng lượng này đến mức năng lượng khác. Đấy là hai cái đặc điểm quan trọng nhất trong cái phân bố điện tử trong nguyên tử mà ta sẽ phải tìm hiểu. Cái phần thứ hai nữa các bạn cũng tìm hiểu cho cô á, là đặt ra một cái câu hỏi là tại sao có thể nói rằng là cái mức năng lượng ở trong điện tử ha, mức năng lượng của điện tử ở trong nguyên tử thì nó được phân bố theo các cái trạng thái dần ha, ví dụ như vậy, theo các cái trạng thái dần đấy, và xem thử là các cái mức năng lượng đó nó phân bố như vậy thì nó có cái sự xen phủ lẫn nhau hay không, và nó có tạo ra được là cái năng lượng liên tục ha, trong cái nguyên tử hay không. Đấy, là các bạn có thể là tìm hiểu các cái câu hỏi có liên quan, có gợi ý như vậy. Trong này thì mình quan tâm nhất là ở mẫu nguyên tử bor ha. Ở đây thông thường mình gọi là mẫu hành tinh nguyên tử bởi vì là nó khá giống với sự phân bố của các hành tinh ở trong hệ mặt trời ha. Các hành tinh quay xung quanh mặt trời đúng không các bạn, theo cái quỹ đạo là hình elip đúng không, theo cái định lý ba định lý Kepler ha, ba định lý Kepler do nhà bác học Kepler phát hiện. Trong đó thì ở đây đối với nguyên tử thì tâm là hạt nhân, tâm là hạt nhân. Còn đối với mẫu hệ mặt trời của mình thì mặt trời được xem là hạt nhân. Mặt trời là chiếm một trong hai cái vị trí chính là tiêu điểm, tiêu điểm chính hoặc tiêu điểm phụ của cái quỹ đạo elip của các cái hành tinh quay xung quanh mặt trời đó. Thì tương tự như vậy thì người ta nói cái mẫu nguyên tử bo chính là mẫu hành tinh. Ở đây các electron các bạn thấy trên cái hình này này, nó phân bố ở những cái quỹ đạo xác định này. Ví dụ hai electron này nó phân bố ở cái quỹ đạo gần với hạt nhân nhất, người ta gọi là cái tương ứng với việc là nó chiếm một cái mức năng lượng xác định đúng không? Ta có thể gọi đó là cái trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích tùy theo từng loại nguyên tử khác nhau. Tiếp theo thì các cái nguyên tử khác nó chiếm ở cái mức hay khác là chiếm ở quỹ đạo ở xa hơn một chút, ở lớp ngoài xa hơn một chút thì người ta gọi là cái lớp thứ hai này, có thể là lớp kích thích, tương tự như vậy cho đến lớp thứ ba vân vân, cho đến lớp thứ tư thứ năm. Thì liên quan đến cái cấu trúc này thì tí nữa ta sẽ có cái sự phân bố của điện tử ở các cái lớp và các cái phân lớp trong hạt nhân, trong cái nguyên tử. Đó là cái mẫu nguyên tử bo. Mẫu này thì nó cũng đã tiệm cận với cái cơ học sống rồi, tuy nhiên nó vẫn còn mang tính chất cổ điển rất là nhiều vì nó chưa nói lên được cái gọi là cái xác suất tìm thấy điện tử ở trong tinh thể, ở trong trong nguyên tử. Bởi vì đối với cái mẫu cơ học sống hay nó khác là theo cơ học lượng tử ấy, thì người ta cho rằng là
các cái điện tử nó không tồn tại ở những cái vị trí xác định đâu, mà nó chỉ là cái xác suất tìm thấy điện tử ha, tại một cái thể tích nào đó ở trong không gian, chứ là không xác định được vị trí chính xác của nó là ở chỗ nào. Chính vì vậy cho nên là các bạn nhìn sang cái mẫu thứ hai đây này, mẫu nguyên tử theo cơ học sóng đây, là so sánh với mẫu Bohr đây, thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là nó sẽ hình thành nên đám mây điện tử ha. Sau này thì mình sẽ nói xem thử là cái đám mây điện tử này này nó có cái tầm quan trọng gì trong cái liên kết giữa các cái điện tử trong nguyên tử đối với nhau ha, hay hoặc là nó tạo nên các cái liên kết gì đối với các cái chất, ví dụ như là kim loại, phi kim, rồi các chất có thể nói đến là các cái chất hữu cơ, rồi các cái hợp chất, vân vân. Thì ở đây ôi cái phần cô nói nó không có xuất hiện trên màn hình cô. Ủa sao lại kỳ vậy? Các bạn khác có thấy không? Cô share màn hình rồi mà. Chị thấy cái đó, chị thấy được cái trang đầu tiên cô ơi. Ok đó. Share lại thử. Được chưa các bạn? À, được rồi, dạ được rồi. Các bạn quan sát cho cô cái mẫu thứ hai này nhé. Cái mẫu thứ hai này này thì mình thấy rằng là gì? Trong này người ta nói là đám mây điện tử, thì rõ ràng á nhé, rõ ràng thì nó không còn là chia ra từng cái điện tử ha, nó chuyển động trên những quỹ đạo xác định nữa, mà nó sẽ mang tính chất là cái xác suất, hay nó khác là cái phạm vi hay thể tích không gian ha, mà các cái điện tử này chiếm chỗ và nó hình thành nên các cái đám mây điện tử, bởi vì nó có tính chất xen phủ với nhau. Đó, cho nên nó không còn là từng cái hạt trên những quỹ đạo, mà mình thấy nó rất là rõ như thế này ở đối với mẫu nguyên tử Bohr. Như vậy thì các cái điện tử quỹ đạo đấy, được xem là quỹ đạo đấy, thì nó cũng sẽ chuyển động quay xung quanh hạt nhân thôi. Nhưng mà nó không là các cái điện tử trên những cái quỹ đạo xác định như là mẫu nguyên tử Bohr. Và chính vì vậy cho nên là cái xác suất tìm thấy hạt trong một cái phạm vi thể tích nào đó thì nó sẽ tương ứng với việc là cái hạt đó chiếm cái không gian nào ở trong cái nguyên tử. Ở trong này nếu như mình vẽ cái đồ thị xác suất, đó là một cái phân bố theo cái hàm Maxwell á, thì ta sẽ có một cái điểm cực đại. Thì thông thường toàn bộ cái giới hạn của cái đường cong cực đại này này với trục hoành của đồ thị chính là biểu diễn toàn phần xác suất, hay nó khác là biểu diễn cái thể tích toàn phần mình có thể tìm thấy hạt ở trong nguyên tử được. Đấy, các bạn sẽ thấy là như vậy thì rõ ràng là xác suất mà tìm thấy hạt trong toàn bộ thể tích ha, trong toàn bộ thể tích nào đó trong không gian, tức là toàn bộ cái thể tích của nguyên tử trong không gian, thì chính xác suất đó chính là bằng 1, chính là bằng 100%. Hãy lưu ý như vậy về cái cơ học sóng. Như vậy thì về cái năng lượng của đương nhiên là theo cái mẫu cơ học sóng này thì năng lượng của các điện tử mình không thể cũng xem nó là ở những cái trạng thái dừng với những cái thông số xác định được ha, mà thông thường thì nó sẽ là các cái phổ nó mang tính chất liên tục. Về các cái số lượng tử chính ha, trong cái của điện tử ở trong nguyên tử thì các bạn nắm cho cô bốn, người ta gọi là bộ số lượng tử ha. Bộ số lượng tử gồm có bốn số, đó là N, L, M và S. Nhớ lại cho cô một chút. Trong đó N là số lượng tử chính. Và thông thường á, là N nó sẽ có các cái số nguyên dương khác không, tức là N bằng 1, bằng 2, bằng 3, nó mô tả kích thước của quỹ đạo hay là đám mây ha, đám mây phân bố mật độ điện tử. N bằng 2 lớn hơn N bằng 1 chẳng hạn, ví dụ như vậy thì biểu thị gián tiếp năng lượng của các cái quỹ đạo điện tử. Cái số lượng tử thứ hai là số lượng tử gốc. Số lượng tử gốc thì nó sẽ có giá trị từ 0 cho đến là N trừ 1. Nó mô tả hình dạng của quỹ đạo. Ví dụ như là với L bằng 0 thì ta có hình cầu, L bằng 1 thì nó có sự phân chia ha, thành hình, người ta gọi là hình cực, hình quả tạ, giống như là cái hình đỏ đỏ phía dưới đây này. Rồi L bằng 2 thì nó sẽ phân chia làm 4 cái quỹ đạo như thế này, thì người ta gọi là hình lá trẻ, ví dụ vân vân như vậy. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải thấy rằng cho cô rằng là có cái sự phân bố của cái số lượng tử gốc ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào các cái hướng ở trong không gian. Ví dụ như là mình căn cứ vào hệ trục tọa độ OXYZ chẳng hạn, thì mình sẽ luôn luôn có là gì? Nó có phân bố theo trục X hay không, theo trục Y hay không, và theo trục Z hay không. Như vậy thì sẽ có các trường hợp nó sẽ phân bố đều trên ba trục. Cái phần thứ ba đó là cái số lượng tử từ. Số lượng tử từ thì nó sẽ có giá trị từ trừ L cho đến L, trừ L rồi trừ L cộng 1 vân vân, đến L cộng 1 và đến L. Nó mô tả sự định hướng trong không gian của mỗi quỹ đạo điện tử riêng biệt, cái hiệu là ML, số lượng tử từ.
Số lượng tử cuối cùng đó là số lượng tử spin. Thì cái số lượng, cái spin này nó chỉ có hai giá trị thôi, đó là trừ 1/2 và cộng 1/2. Nó mô tả sự định hướng spin của điện tử trên mỗi quỹ đạo. Trong trường hợp spin này thì nó sẽ nói đến cái vấn đề là cái chiều quay ha, cái chiều quay của các cái điện tử ở trên mỗi cái quỹ đạo. Thì thông thường các cái trạng thái chiếm của điện tử thì ta sẽ có hai tương ứng với hai giá trị spin, người ta gọi là spin up. Spin up thì tương ứng với giá trị là cộng 1/2 và spin down là tương ứng với giá trị trừ 1/2. Thì các bạn nhớ lại cho cô hồi xưa các bạn học và trong phần hóa, thì khi các bạn phân tích cái cấu trúc của viết cái cấu trúc của một cái nguyên tử á, thì các bạn thông thường các bạn hay thấy là mình chia ra một cái hình vuông đúng không, và mình có thể là biểu diễn cái mỗi cái điện tử là một cái mũi tên đúng không. Như vậy thì cái trạng thái mà nó chiếm đầy, nó làm đầy đầy đủ nhất ở trong một cái ô trạng thái, ô lượng tử, người ta gọi là nó bao gồm cả cái mũi tên lên và mũi tên xuống, tức là cái trạng thái cân bằng, bao gồm spin up hoặc spin down, như chỉ cái hướng quay, hướng quay, định hướng quay của các cái điện tử trong nguyên tử. Đó là cái bộ người ta thông thường người ta gọi là bộ bốn số lượng tử ha, của điện tử trong nguyên tử. Ở đây về cái hình không gian ba chiều thì các bạn sẽ thấy rằng một số các cái quỹ đạo, ví dụ như là quỹ đạo S ha, quỹ đạo S. Đây, quỹ đạo S ha, đây. Này, S orbital rồi B orbital, ví dụ như vậy, rồi PX, PY, PZ, nó tùy theo cái phân bố trên các trục. Rồi đến là PD, SPD thì nó sẽ tương ứng với gọi là cái phân lớp trong cái mình chia các cái lớp của các cái điện tử trong nguyên tử. Ví dụ như là đối với N bằng 1 thì N bằng 0, M bằng 0 thì mình sẽ có là cái phân bố điện tử là dạng hình cầu. Ủa, sao các bạn lại nhắn là không có hình xe hay cô vẫn xe vẫn nói bình thường mà ta? Cũng giống như nãy cô ơi, cũng thấy có giống như nãy cô đứng rồi. Được một hình xong rồi đứng luôn hả? Dạ. Cô ơi, cái xe màn hình mà cô xe bằng slide á, là phải xe toàn màn hình bọn em mới thấy được. Nếu cô chỉ xem một phần màn hình đó. Dạ, cô xem một phần màn hình là tụi em không thấy được luôn á cô ơi, nó không chạy đâu. Xem hả nào. Bình thường mình vẫn dạy các cái chương trình bồi dưỡng khác vẫn bình thường, sao kỳ vậy? Được chưa? Các bạn xem thử được chưa? Được rồi. Nhưng cô thử lướt qua, cô thử lướt cái hình khác nữa được không cô? Mới được cô một cái thôi. Được chưa? Dạ, cô kéo thì bây giờ được đấy cô. Dạ được rồi cô. Rồi ok. Đây nhá, như vậy thì mình thấy rằng là cái mật độ điện tử phân bố ở trong không gian, đây là hình chụp 3D này các bạn, nó sẽ tương ứng với bộ các cái số lượng tử đây ha. Ví dụ như N bằng 1 thì sẽ dẫn đến N bằng 0 và M bằng 0 thì nó tương ứng với hình quả cầu, cái quỹ đạo hoặc cái orbital của nó có dạng là hình cầu như thế này. Tương tự như vậy cho cái trường hợp ví dụ như N bằng 3, N bằng 2, M bằng 1 chẳng hạn, thì nó có hình hai cái quả tạ giống như lúc nãy tôi đang nói là ở cái phần mà hình hai chiều đây nha, mình thấy đây. Đấy. Đấy thì tương tự như vậy ta nhìn thấy một cái số các cái quỹ đạo của các cái điện tử. Như vậy thì ở đây người ta nói rằng là gì, các lớp vỏ quỹ đạo cùng số lượng tử N sẽ hình thành nên một cái lớp quỹ đạo chính, đúng không ạ? Trong mỗi lớp quỹ đạo chính lại có những quỹ đạo con tương ứng với số lượng tử gốc là N. Được chưa? Các điện tử trên cùng một quỹ đạo con sẽ có cùng số lượng tử là N. Và tổ hợp cho tất cả phép của số lượng tử N và L thì hình thành nên các cái lớp quỹ đạo con. Ví dụ như là phần lớp S thì tương ứng với L bằng 0, phần lớp P thì tương ứng với L bằng 1, phần lớp D thì tương ứng với L bằng 2, và phần lớp F thì tương ứng với L bằng 3. Đấy, và mình thấy ở cái hình phần đen đây này, thì thông thường đối với phần lớp S thì cái N này bằng 1 này, số lượng tử chính này là sẽ bằng 1 này. Nhá, N bằng 1 thì thường là anh này nó chỉ có một cái mức năng lượng thôi. Nhưng mà ví dụ như đến N bằng 2 thì nó sẽ chia ra làm hai phân lớp là 2S và 2P. 2S và 2P. Đấy. Thì như vậy thì trong trường hợp này nó sẽ có thêm hai cái phân lớp con nữa. Tương tự như vậy cho N bằng 3 thì các bạn sẽ thấy là 3S, 3P, 3D. Tương tự như vậy N bằng 4 thì nó sẽ xuất hiện là 4D, 4F vân vân. Cho đến N bằng 5, bằng 6, bằng 7, bằng 8 thì rõ ràng mình thấy rằng là nó sẽ có cái sự xen phủ giữa các cái mức năng lượng ở đây, giữa các cái phân lớp ở đây đúng không? Đấy, cái phần mà cô đang chỉ chuột trên này này, thì sau này các bạn sẽ thấy rằng là các cái mức năng lượng nó cũng bị xen phủ như thế này.
mức năng lượng nó cũng xen phủ như thế, tạo thành các cái trạng thái dừng ở trong của điện tử, ở trong nguyên tử. Cũng dựa vào cái phép phân chia ha, đối với bốn cái số lượng tự chính mà Mendeleev có thể xây dựng thành công cái bảng hệ thống các nguyên tố tuần hoàn của hóa học. Đây ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn, người ta thống kê cho mình là ký hiệu các lớp vỏ điện tử và số điện tử tối đa chứa trong một nguyên tử. Đương nhiên ngoài ra nó còn tuân theo các cái nguyên lý như nguyên lý Pauli ha, về cái sự sắp xếp các cái mức hay nói khác là số điện tử tối đa ha, trong một cái trạng thái của điện tử ở trong nguyên tử. Đấy, ví dụ như vậy. À, đối với các cái mức năng lượng chính á, thì ta sẽ có cái ký hiệu của lớp vỏ quỹ đạo chính là K này, L này, M này. K thì tương ứng với N bằng 1, L tương ứng với N bằng 2, M bằng 3 bằng 4, NOP vân vân. Thì cái phần này các bạn thấy rằng là khi các bạn dạy cái sự gọi là sự chuyển dời từ của electron từ mức năng lượng cơ bản lên mức năng lượng kích thích, hoặc là chuyển dời của electron từ mức năng lượng kích thích về mức năng lượng cơ bản, thì các bạn cũng rất là rành cái phần này rồi đúng không? Thì thông thường K này người ta sẽ gọi là mức năng lượng cơ bản tương ứng với N bằng 1. Ở các cái quỹ đạo con thì ở đây ta có S, SPD vân vân. À, đấy thì sẽ tương ứng với cái cấu hình của điện tử trong nguyên tử đây, ví dụ như 1s2, 2s2, 2p6 vân vân. Đấy, và cái cách các cái trạng thái hay nói khác là một số các cái nguyên lý để mình có thể làm được, hay nói khác là nói đến cái chiếm cái vị trí, hay nói khác là cái số điện tử tối đa trong cùng một cái trạng thái. Ngoài tuân theo nguyên lý Pauli thì nó còn tuân theo các cái nguyên lý bảo toàn về số điện tử giống như là khí trơn ha. Tức là lớp ngoài cùng thì luôn luôn là 8 điện tử bảo hòa. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn tìm hiểu thêm về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì cũng được xây dựng dựa trên các cái phân lớp như vậy. Đây, ở đây tôi lấy ví dụ như là hydro là 1s1 này, heli 1s2 vân vân ha, thì nó sẽ nằm trong cái đây là cái atomic number, tức là cái số điện tử ha, số của các cái nguyên tử thì nó sẽ nằm như thế nào và nó liên quan đến cấu hình của electron. Sau đó sẽ có cái chu kỳ sắp xếp theo cái bảng nguyên tố tuần hoàn như thế này. Như vậy nhìn vào bảng tuần hoàn như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Mình có hoàn toàn có thể bóc ra một cái nguyên tố bất kỳ đúng không? Mình có thể thấy được là mình có thể viết được cái cấu hình điện tử của cái nguyên tố đó đúng không? Ở trong bảng tuần hoàn. Rồi từ cái cấu hình đó mình có thể biết được là nó có bao nhiêu mức năng lượng đúng không các bạn? Có bao nhiêu phân lớp, có bao nhiêu cái lớp vỏ chính và bao nhiêu cái phân lớp, cái lớp con cụ thuộc đúng không ạ? Sơ lược về cái cấu trúc nguyên tử của trong chất rắn ấy, thì các bạn tìm hiểu một số các cái phần như vậy. Cái phần thứ hai mà muốn trao đổi với các bạn đó là cái phần chất rắn và các liên kết trong chất rắn. Ở đây thì các bạn lưu ý cho mình là các cái liên kết trong chất rắn, và thông thường chất rắn mình nghiên cứu thì thường là chất rắn tinh thể. Còn đối với chất rắn vô định hình thì nó gần như là chất lỏng, nó gần tương tự như là chất lỏng. Ở trong đó cái hệ số impact factor của cái chất rắn vô định hình nó chỉ hơn cái chất lỏng một chút thôi, nó chỉ lớn hơn, nó chỉ gọi là xấp xỉ, nó chỉ cao hơn một tí, nó mang tính chất xấp xỉ lẫn nhau. Cho nên là cái chất rắn vô định hình thì người ta xem như là nó gần giống như là cái chất lỏng. Và các cái liên kết ở trong chất rắn vô định hình, người ta vẫn dùng cái lý thuyết về liên kết các cái phân tử hoặc là các nguyên tử trong chất lỏng để giải thích. Còn lại chủ yếu cái phần ta tìm hiểu là các cái chất rắn, và chất rắn ở đây đúng là chất rắn tinh thể, tức là nó có cấu trúc, có mạng tinh thể xác định. Đối với chất rắn và các liên kết trong chất rắn á, thì trong này chất rắn là gì thì các bạn tìm hiểu ha. Các bạn chỉ quan tâm duy nhất một điểm cho cô đó là gì? Các cái trạng thái điện tử của nguyên tử có thể thu được từ cơ học lượng tử dựa vào cách giải phương trình Schrödinger trong trường xuyên tâm. Bạn lưu ý nhé. Đấy, tất cả những cái định nghĩa khác thì mình nhớ là đương nhiên rồi, nhưng mà lưu ý cho cô là cái phương trình Schrödinger trong trường xuyên tâm đây chính là cái phương trình mà ta từ giải cái phương trình này đối với các cái bài toán trong trường xuyên tâm thì mình hoàn toàn có thể thu được trạng thái điện tử của các nguyên tử, kể cả trong trường hợp mà các cái nguyên tử gọi là bị mất electron hay là bị mất điện tử hoặc là nhận thêm điện tử, tức là ngoài chuyện nó ở các cái trạng thái năng lượng cơ bản trong nguyên tử thì ở các trạng thái kích thích vân vân, thì mình đều có thể giải được các phương trình Schrödinger trong trường xuyên tâm. Lưu ý như vậy. Cái phần tiếp theo trong cái sự liên kết giữa các nguyên tử hình thành nên chất rắn và cấu trúc tinh thể thì các bạn tìm hiểu cho cô là có ở đây có 5 cái liên kết cơ bản, 5 liên kết cơ bản.
Cái liên kết thứ nhất đó là cái liên kết ion ha. Liên kết thứ hai là liên kết cộng hóa trị. Liên kết thứ ba là liên kết kim loại. Liên kết thứ tư là liên kết hydro. Và liên kết thứ năm người ta gọi là liên kết yếu. Liên kết yếu thì thông thường người ta gọi là liên kết van der Waals. Đấy, thì các bạn sẽ phân biệt được cho cô là đối với cái năm loại liên kết này này, đấy, thì trong này đối với các cái dạng liên kết này thì cái dạng liên kết nào mà điện tử trong nguyên tử thường hay có. Ví dụ như liên kết ion thì nó thường xuất hiện trong cái kiểu vật chất như thế nào. Liên kết cộng hóa trị thì thường nó xuất hiện trong kiểu vật chất như thế nào. Tương tự như vậy cho liên kết kim loại. Liên kết hydro là liên kết yếu van der Waals. Thì trong này cô nghĩ rằng là cái liên kết ion và liên kết cộng hóa trị thì các bạn nhớ lại kiến thức nó rất là nhanh ha. Mình hồi xưa hay học cấp 3 mình hay nhớ là liên kết ion là cái liên kết là cho nhận đúng không? Tức là nếu mà thừa thì ta sẽ cho đi để bảo toàn cái trạng thái của cái lớp vỏ điện tử ngoài cùng á, là giống như khí trơ là 8 electron đúng không ạ? Tức là một anh cho dư, anh kia thiếu thì anh cho, anh dư sẽ cho và anh thiếu sẽ nhận đúng không ạ? Và tạo thành cái hợp chất có cái lớp ngoài cùng bền vững là 8 electron. Liên kết cộng hóa trị tức là mình cùng góp các cái điện tử lại để dùng chung, ví dụ như là CH4 chẳng hạn ha. Cái chất khí metan đúng không các bạn, CH4 đúng rồi. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là giữa carbon và hydro ha, hydro có một điện tử ở lớp ngoài cùng thì bốn hydro cùng góp lại thành bốn cái điện tử ở lớp ngoài cùng kết hợp với bốn điện tử ở lớp ngoài cùng của carbon đúng không, để tạo thành một cái lớp ngoài cùng là 8 cái lớp trong 8 điện tử. Về liên kết kim loại thì thông thường nó sẽ xuất hiện trong kim loại. Ở đây á, là do cái sự gọi là quá trình di chuyển của các electron tự do ở trong cái kim loại nó sẽ tạo thành một cái lượng cực, hay nói cách khác là nó sẽ tạo thành một cái một đầu có thể là tích điện dương hay một đầu tích điện âm, và nó tạo thành một cái liên kết giống như kiểu là liên kết tĩnh điện ha, liên kết tĩnh điện. Liên kết hydro thì thông thường mình sẽ thấy rằng là trong các cái hợp chất mà thường là cái dạy cấu trúc của nó liên quan đến nguyên tử hydro rất là nhiều. Rồi liên kết yếu, ví dụ như vậy liên kết yếu thì thường mình cũng sẽ quan sát thấy nhiều trong các cái hợp chất hữu cơ. Đấy. Thì các bạn sẽ thì thấy như vậy. Trong các cái liên kết này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, đối với liên kết cộng hóa trị thì nó sẽ liên quan đến một cái bài toán mà tí nữa tôi sẽ đây tôi sẽ view cho các bạn một cái phần này các bạn xem. Trong cái phần liên kết kim loại lúc nãy mình có nói thiếu một cái ý, đó là thông thường thì electron nó sẽ hình thành nên các cái đám mây điện tử đó các bạn. Thì thường á, là đám mây điện tử nó sẽ tích điện âm ha, và nó liên kết với hạt nhân nguyên tử là điện tích dương. Đấy, thì nó thường nó liên kết theo kiểu như vậy, theo kiểu các cái đám mây điện tử. Đây các bạn, à không, đây là mẫu cơ học sống. Đây, đây các bạn nhìn thấy rõ trên màn hình chưa? Đây. Liên quan đến các cái liên kết ấy, thì ta sẽ có các cái bài tập có liên quan, ví dụ như là sau này mình sẽ gửi cho các bạn một số các bài tập có liên quan đến việc mình tính toán các cái giá trị, ví dụ như về năng lực, về cái lực hút hoặc lực đẩy, hay là khác là về cái năng lượng tương ứng với tương tác hút và năng lượng tương ứng với tương tác đẩy của các cái điện tử trong nguyên tử. Các bạn nhìn vào cái đồ thị này này, các bạn thấy là đồ thị thứ nhất là đồ thị về lực ha, đồ thị thứ hai là đồ thị về thế năng, và giữa lực và thế năng có liên hệ với nhau đúng không? Liên hệ bằng công thức nào các bạn còn nhớ không? Giữa lực và thế năng, cái này trong phần cơ học. Đúng chưa? Cái này có liên hệ với nhau đúng chưa? Thì mình sẽ thấy rằng là gì nè, đối với các cái điện tử trong nguyên tử thì ở đây người ta cho rằng nó tồn tại hai dạng lực ha, lực hút và lực đẩy. Mà thường đồ thị của lực hút thì nó sẽ là thông thường mà lực hút thì người ta sẽ quan niệm là dương, và nó sẽ nằm ở phía lên bên trên cái đường tương ứng với lực bằng không này. Và thường lực đẩy thì người ta lại quan niệm là âm, thì nó sẽ tương tự, nó sẽ là nằm phía ở phía dưới cái phần trục hành này. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là giữa năng lượng hút và năng lượng đẩy á, đấy thì ta sẽ có cái năng lượng tổng hợp như thế này nhé. Về cái vị trí này người ta gọi đây là vị trí hố thế năng này. Vị trí này người ta gọi là vị trí cân bằng.
Đấy. Và thông thường người ta gọi vị trí này là vị trí sâu nhất của hố thể năng. Hố thể năng chính là cái chiều cao ha, chiều cao về thể năng kể từ cái đường năng lượng bằng không cho đến cái điểm sâu nhất của đường cong năng lượng. Cái chiều cao này nè, cái chiều cao mà cô đang chỉ đấy này, nó sẽ phụ thuộc vào từng loại chất khác nhau. Ví dụ đối với chất khí, ở chất khí thì cái hố thể năng này rất là cạn ha, rất là cạn, bởi vì là gì, các phân tử khí nó sẽ va chạm liên tục ha, nó sẽ va chạm liên tục, nó không có cố định ở một cái vị trí xác định nào đó ở trong trong ví dụ như đối với chất khí ở trong không khí chẳng hạn ha, thì nó sẽ không cố định ở bất kỳ vị trí nào trong không gian. Mà rõ ràng các bạn thấy là các phân tử khí nó sẽ va chạm và thay đổi vị trí một cách liên tục. Cái thứ hai nữa là đối với chất lỏng ấy, thì cái chiều cao của cái hố thể năng này nó sẽ dài hơn một chút, nó sẽ càng sâu hơn một chút, bởi vì đối với các phân tử chất lỏng ấy, thì cái liên kết của nó khá là ổn hơn so với chất khí. Chất khí nó liên kết rất là yếu. Như vậy thì rõ ràng là các nguyên tử chất lỏng nó sẽ là dao động quanh vị trí cân bằng với một cái chu kỳ mà người ta tính toán khoảng là tầm 10^8 giây. Tầm 10^8 giây thì các bạn thấy nó rất là nhỏ, chu kỳ rất là nhỏ. Và sau đó thì nó sẽ đổi vị trí. Sau quá trình chuyển động nó tương tác, nó va chạm lẫn nhau thì nó sẽ đổi vị trí cân bằng một cách liên tục. Chỉ có cái hố thể năng này sâu nhất đối với trường hợp là chất rắn, đặc biệt là chất rắn tinh thể. Bởi vì mình thấy cái cấu tạo của chất rắn tinh thể thì các cái hạt, hay khác là các cái điện tử ở các cái nút mạng này, nó sẽ dao động tại chỗ. Nó dao động quanh vị trí nút mạng, người ta gọi là vị trí cân bằng. Và sau một số các cái kích thích, ví dụ như là kích thích nhiệt hoặc là kích thích bức xạ hay như thế nào đó, thì cả cái hạt này nó mới nhảy ra khỏi, bước ra khỏi cái vị trí nút mạng tinh thể để nó đến chiếm một cái vị trí cân bằng mới. Thì nó để trống lại một cái gọi là cái hole, một cái lỗ trống ở trong mạng tinh thể, thì lại có nguyên tử khác nó đến nó lấp đầy lại. Đấy. Như vậy thì thông thường cái đường E0 này, cái chiều sâu của hố thể năng E0 này đối với chất rắn là lớn nhất. Đối với chất rắn là lớn nhất. Như vậy thì khi các bạn học cái phần mà cơ học lượng tử á, thì các bạn sẽ thấy rằng là có nhiều nguyên tử, cái hố thể năng này nó sẽ có những cái hình dạng khác nhau. Thông thường á, thì nó sẽ có dạng là hình gọi là hình parabol. Hình parabol tức là hai cái nhánh này nó đều nhau. Và cái vị trí hố thể năng chính là cái vị trí sâu nhất của hố thể năng, là chính là cái vị trí cân bằng của điện tử ở trong nguyên tử. Hoặc là sẽ có những cái nguyên tử nó cho cái dạng là hố thể vuông như thế này. Hố thể vuông, đấy, ví dụ như vậy. Đấy, nó cho hố thể vuông. Hoặc là thông thường như thế thì người ta hay gọi là, trong tiếng Anh người ta hay gọi là gì nhỉ? Gọi là cái giếng lượng tử các bạn, giếng lượng tử ha. Nếu các bạn học cái phần cơ lượng tử, chắc thầy Đức sắp tới sẽ dạy các bạn này, thì các bạn sẽ thấy rằng là vận dụng phương trình Schrödinger để giải tìm cái năng lượng ha, cái giá trị năng lượng hoặc là các cái mức hoặc là sự phân bố năng lượng ở trong các cái nguyên tử khác nhau. Đấy, đối với chất rắn thì nó sẽ có nhiều cái dạng. Tuy nhiên ở đây cô muốn nói rằng là gì? Như vậy thì rõ ràng các bạn sẽ thấy rằng là tương ứng cái vị trí này này, tương ứng vị trí này thì cũng tương ứng, các bạn nhìn cái hình ở trên đó, vì hai cái đồ thị này nó có sự tương đồng lẫn nhau nè. Đây, cái giá trị nằm ngang là giá trị R0, chính là cái vị trí cân bằng, vị trí cân bằng của điện tử. Như vậy thì ở cái vị trí mà cân bằng sâu nhất của hệ thể năng tương ứng với mức năng lượng E0 và tương ứng với khoảng cách R0, tức là cái bán kính, hay nói khác là cái vị trí cân bằng của điện tử ở trong nguyên tử ấy, thì rõ ràng là cái năng lượng tổng cộng ở đây là sẽ thấp nhất, đúng không ạ? Sẽ thấp nhất. Như vậy thì nếu như mà so với lực đẩy và lực hút thì người ta cho rằng là cái vị trí này thì tương ứng với cái điểm này này thì chính là cái tổng hợp của lực đẩy và lực hút tổng cộng lại sẽ bằng không. Tức là tổng hợp lực của nó sẽ bằng không ở tại vị trí này, tại vị trí cân bằng. Và khi giả sử như khi mình xét cái quá trình va chạm giữa hai nguyên tử thôi chẳng hạn, thì mình sẽ thấy rằng là hai nguyên tử nó vừa tồn tại lực hút và lực đẩy. Thông thường lực đẩy nó sẽ ở một cái phạm vi nào đó khi mà các cái hạt nó đến gần nhau, đúng không ạ? Tức là như vậy thì lực hút, nói về lực hút, trước lực hút thì nó sẽ có cái tác dụng ở vị trí rất là xa. Vị trí rất xa chẳng hạn như ở vô cùng thể năng bằng không chẳng hạn, đúng không ạ? Thì một cái hạt nào đó, đúng không, nó chuyển động, nó tăng tốc, nó lại hai hạt chuyển động tăng tốc lại gần nhau, đúng không, tăng tốc lại gần nhau. Như vậy thì trong quá trình này thì mình thấy rằng là lực hút là lực có cái tác dụng lớn, nó áp cả lực đẩy, tức là lực tổng hợp F lúc này thì bằng chính FR cộng FN, bằng chính tổng của lực đẩy với lực hút. Và trong trường hợp này thì lực hút là chiếm ưu thế.
cho khi mà hai cái nguyên tử đến gần nhau, đến một cái vị trí nào đó thì nó bắt đầu dừng lại. Bắt đầu dừng lại thì vị trí này chính là cái vị trí cân bằng R0 nhá, chỉ vị trí cân bằng nghe được không? Và đáng lẽ ở cái vị trí này á, là lực tổng hợp nó bằng không ấy, thì cái nguyên tử này nó sẽ càng ngày càng bị đẩy ra xa trở lại ha, càng ngày càng bị đẩy ra xa theo cái chiều ngược lại này. Nhưng mà do quán tính cho nên là cái nguyên tử này nó sẽ tiến gần đến cái nguyên tử còn lại một chút nữa ha, một chút nữa. Thì cái vị trí kể từ cái đường cong thế năng toàn phần cho đến cái vị trí mà cái nguyên tử cô đang biểu diễn bằng cái nắm tay phải nên các bạn có thấy hay không ấy, thì người ta thấy rằng vị trí giao nhau ở đó người ta gọi là cái bán kính hiệu dụng của các cái nguyên tử, bán kính hiệu dụng của các nguyên tử. Như vậy thì quá trình va chạm của hai cái nguyên tử ở trong bất kỳ vật chất nào thì mình sẽ hiểu rằng là nó không phải va chạm trực tiếp, chứ là nó không phải chạm nhau, nó sẽ đến một cái khoảng cách nhất định nào đó. Khoảng cách này người ta gọi là cái bán kính hiệu dụng, chính là sigma. Sigma nó sẽ nhỏ hơn R0 rất là nhiều nhé. Đấy, và ở cái bán kính sigma này rồi thì cái lực đẩy nó sẽ có tác dụng và nó đẩy cái, các cái nguyên tử nó lại ra xa nhau. Và cái quá trình lực hút và lực đẩy nó xảy ra liên tục như vậy, nếu như mình chỉ xét riêng hai cái nguyên tử với nhau. Như vậy thì cái, các cái bài toán thông thường mà nó sẽ liên quan đến cái năng lực, năng lượng hút và năng lượng đẩy của nguyên tử thì thường nó sẽ đúng cho các cái trường hợp là các cái liên kết ion. Ví dụ như là liên kết thì mình có thể hoàn toàn tính toán được cái giá trị tại cái năng lượng E bằng 0 đối với cái hợp chất natri clorua chẳng hạn, là một cái hợp chất rất là điển hình chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể tính được, tính ra được là cái khoảng cách R0 cân bằng nó bằng bao nhiêu, và tính ra được cái E0 ở vị trí cân bằng nó là bằng bao nhiêu, mình dựa vào các cái phương trình cần thiết. Đấy. Đây ví dụ như đây các bạn nhìn thấy cho cô cái phương trình 2.1, lực Fn tổng cộng đến này thì sẽ bằng Fa cộng Fr. Fa tức là ký hiệu bởi lực hút đó, tiếng Anh là attractive đó, còn Fr là cái repulse. Đấy thì Fa và Fr nó tương tự như vậy, thì ở vị trí cân bằng thì Fa cộng Fr bằng 0, đúng không? Về mặt toán học ấy, thì rõ ràng là giữa thế năng này và lực F thì quan hệ với nhau bằng công thức là E thì bằng là tích phân, tích phân có thể đi từ 0 cho đến vô cùng, từ 0 cho đến vô cùng của F, dr. Cái con biểu thức này trong phần cơ học các bạn cũng đã từng dạy rồi, thì các bạn có thể nhớ lại ha. Đấy. Thì chưa, hay nói khác là các bạn thường hay gặp là lực F thì bằng trừ đạo hàm của thế năng ha, trừ du trên dr ha. Đạo hàm của thế năng theo theo vị trí. Đây, như vậy thì nếu mà tính như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Có thể đi từ một cái khoảng cách R nào đó cho đến vô cùng, hoặc là đi từ 0 cho đến vô cùng đều được ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Fa dr cộng Fr dr thì nó sẽ bằng là Fa cộng cho Er, Ea cộng Er. Tức là gì? Thế năng tổng cộng thì bằng thế năng tương ứng với lực hút cộng cho thế năng tương ứng với lực đẩy. Đấy. Và thông thường cái phần này thì nó sẽ ở các cái liên kết, đặc biệt là liên kết ion, thì nó thể hiện rất là rõ cái biểu thức này trong các cái liên kết. Người ta gọi là liên kết mạnh ha, liên kết mạnh. Ví dụ như nói liên kết ion đây ha, đây chính là natri clorua theo cái lực liên kết của lông ha, gọi là tương tự như cái lực tĩnh điện ấy, lưu ý cho cô. Đây ví dụ như là trong cái hợp chất natri clorua chẳng hạn, thì biểu thức Ea có thể được xác định là bằng trừ A chia R. Cái này là xuất phát từ hoàn toàn từ thực nghiệm các bạn nhé. Cái A này là một cái hằng số cụ thể nào đó. Eb thì bằng là B chia R mũ N. Trong đó AB và N là hằng số và giá trị của nó thường là phụ thuộc vào cái hệ ion. Và N thông thường là bằng 8 ha. Đấy, là liên kết ion là người ta nói là liên kết không có hướng. Như vậy thì cái năng lượng tổng cộng ở đây sẽ bằng là trừ A chia R cộng cho B chia R N. Như vậy thì dựa vào cái biểu thức tổng cộng N này này, tức là trừ A chia R cộng B chia R N. Nếu như giả sử cô cho cái bài toán có các cái số liệu có liên quan và yêu cầu các bạn tính ra cho cô cái vị trí cân bằng của các cái điện tử thì các bạn hoàn toàn tính được, đúng không ạ? Bằng cách là gì? Vị trí cân bằng sẽ tương ứng với lực Fa cộng Fn bằng 0, đúng không? Và giữa Ea và F thì nó có mối liên hệ với nhau, tức là bình đạo hàm cái Ea này thì nó sẽ ra biểu thức là lực lực hút hoặc là lực đẩy. Đấy. Tương tự như vậy ha, nó liên kết cộng hóa trị, đúng không? Đấy, phần này các bạn đọc thêm. Tiếp theo, cô nói tiếp theo cái phần
Hoặc là ở đây các bạn có thể là xem thêm các cái kiểu liên kết này trong cái solid state physics, tức là cái vật lý chất rắn của tác giả là Mominer ha, Mominer. Của tác giả này ha, Ashcroft and Mominer, các bạn có thể xem thêm. Các bạn cứ vào Google các bạn search ha, solid state physics và liên quan đến các cái kiểu liên kết ở trong chất rắn ấy, thì các bạn sẽ thấy rất là người ta phân tích rất là rõ. Cái phần thứ ba muốn chia sẻ với các bạn đó là cái cấu trúc tinh thể của chất rắn, mạng tinh thể và đối xứng tinh thể. Đây, cấu trúc tinh thể các bạn sẽ thấy rằng đây tinh thể này. Ở trong hóa học các cái tinh thể này người ta hoàn toàn nuôi được các bạn nhé. Hiện tại các em sinh viên ở khoa hóa của trường Đại học Sư phạm Huế vẫn có những cái giờ thực hành nuôi tinh thể như thế này này. Một số tinh thể nó rất là đẹp và mà có cái cấu trúc xác định, cấu trúc hình học xác định. Đối với tinh thể thì các bạn nhớ cho cô cái gì, rõ ràng á các bạn sẽ thấy rằng là giả sử như mà mình chia cái mạng tinh thể ở đây, các bạn thấy cái mạng ở trên này đây, cô view lại cái mạng ở trên này cho các bạn xem một cái ví dụ về mạng tinh thể đây này. Đây này các bạn nhìn cái mạng tinh thể đây này thì các bạn thấy rằng là gì, rõ ràng nếu như mình xác định một cái vị trí nào đó ở trong tinh thể thì những cái vị trí khác mình chỉ việc là gì, mình tìm tuần hoàn, đúng không? Mình có thể tình tiến nó theo ba chiều trục x, trục y, trục z, hoặc là dựa vào các cái tính chất đối xứng. Nếu sau này mình học mạng đảo ấy, thì mình hoàn toàn có thể xây dựng lại cái mạng thật như thế này, đúng không? Như vậy thì thay vì nghiên cứu toàn bộ cái mạng tinh thể này thì người ta chỉ nghiên cứu trên một cái đơn vị ô cơ sở thôi. À, lưu ý cho cô như vậy. Người ta lựa chọn cái phần bé nhất của mạng tinh thể, đó chính là các cái ô cơ sở. Và một cái ô cơ sở nó sẽ thể hiện đầy đủ các cái đặc trưng về tinh thể của cái vật rắn đó, của vật rắn tinh thể đó. Và khi các bạn tịnh tiến cái ô cơ sở này theo các cái chiều trong không gian ha, thì các bạn sẽ có được là toàn bộ cái cấu trúc tổng thể của tinh thể các bạn cần nghiên cứu. Do đó thay vì nghiên cứu toàn bộ cái cấu trúc như vậy thì tôi chỉ cần nghiên cứu cái ô cơ sở của cái tinh thể của chất rắn đó thôi. Thì thông thường á, cái ô cơ sở hoặc là ô đơn vị, tiếng Anh người ta gọi là unit cell, cell tức là ô đó ha, unit cell, thì ở đây người ta có thể gọi là ô đơn vị hoặc là ô cơ sở đều được. Đấy thì thông thường á thì cái ô cơ sở này nó được xác lập theo ba cái vector đơn vị là vector A, vector B và vector C. Vector A, vector B và vector C. Như vậy thì một cái vector cơ sở R thì nó sẽ bằng là vector A cộng cho vector B cộng cho vector C. Đấy. Các bạn nhìn cho cô cái hình phía dưới đây. Giả sử như đây nha, phía trên này này. Cô hoàn toàn có thể xây dựng được ba vector A, B, C theo ba trục OX, OY và OZ khi cô gắn liền nó ha, tại một vị trí bất kỳ nào đó trong cấu trúc tinh thể. Lưu ý như vậy. Tại một vị trí bất kỳ trong cấu trúc tinh thể. Thường thì vector A người ta sẽ chọn dọc theo trục OX. Vector B người ta chọn dọc theo trục OY và vector C người ta chọn dọc theo trục OZ. Góc tạo bởi giữa ba vector này người ta gọi là góc alpha, góc beta và góc gamma. Đấy, các bạn lưu ý nhé, alpha này, alpha là giữa C và B này, B và C này ha, beta là giữa A và C này, giữa A và B là gamma. Hoặc là mình đảo ngược lại cũng được, chỗ này alpha, chỗ này beta, chỗ này gamma cũng được, tùy theo cách mình ký hiệu thôi ha. Như vậy thì tùy thuộc vào độ ngắn dài của ba vector cơ sở này và tùy thuộc vào giá trị của các góc alpha beta này mà các bạn thấy là hình thành lên 130 mấy kiểu mạng tinh thể, gọi là ô mạng điển hình, ô mạng Bravais. Tí nữa phần sau ta sẽ học. Như vậy thì trong nghiên cứu chất rắn á, cái việc mà các bạn định dạng được cái vật liệu của các bạn làm ra nó theo cái cấu trúc nào là một việc cực kỳ cần thiết. Việc cực kỳ cần thiết như hôm trước, cái hôm chủ nhật cô có trình bày các bạn, muốn nghiên cứu tính chất của chất rắn thì phải hiểu cấu trúc của chất rắn. Muốn hiểu cấu trúc của chất rắn thì mình phải phân tích trên các cái ô cơ sở của nó, của cái vật liệu mà mình chế tạo được. Mà muốn phân tích được ô cơ sở của vật liệu mình chế tạo được thì mình phải có cái kiến thức về cái đặc trưng của tất cả các cái ô cơ sở của tất cả các loại vật liệu, của tất cả các loại vật liệu. Lưu ý cho cô như vậy. Đây ví dụ như là các cái ô nguyên thủy như là unit cell trở lại hai chiều và ba chiều. Đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có 7 loại mạng tinh thể ha, có 7 loại mạng tinh thể. Loại thứ nhất là cái symbol qubit này, cái đó là mạng lập phương đơn giản này ha.
thì nó sẽ có là gì, nó có đặc trưng là gì, vector A, vector B, vector C bằng độ dài với nhau, các góc alpha, beta, gamma bằng 90 độ. À, trường hợp thứ hai người ta gọi là tetragonal, thì trường hợp này A thì bằng B nhưng mà B khác C, lưu ý như vậy. Và ba góc này cũng bằng 90 độ, tức là vẫn có cái trực giao ở đây. Trường hợp này là trường hợp orthorhombic, tức là cấu trúc trực giao này này. Thì mặc dù là ba góc là bằng 90 độ nhưng mà các vector A, B, C khác nhau, khác độ dài với nhau. Và thông thường một số các cái vật liệu mà có cấu trúc ABO3, tức là các cái vật liệu perovskite, vật liệu perovskite thì nó sẽ thường là nó sẽ có cái cấu trúc chuẩn của nó là cấu trúc orthorhombic này. Rồi một số các cái loại mạng như là mạng này một nghiêng chẳng hạn, ví dụ như đối với mạng một nghiêng này chẳng hạn, một nghiêng là vì nó nghiêng cái góc này khác 90 độ này các bạn, người ta gọi là một nghiêng A bằng B bằng C, người ta là Rho-Homboldero ha, đây là cái A bằng B bằng C, alpha bằng beta và gamma thì khác 90 độ, lưu ý như vậy. Cái thứ hai là monocyclic thì A khác B khác C, alpha bằng gamma nhưng mà beta thì khác 90 độ. Tương tự như vậy là tam nghiêng, người ta gọi là tam ta đấy ha, tricyclic thì A khác B khác C, alpha bằng beta nhưng mà alpha gamma này lại khác 90 độ. Và cuối cùng là mạng lục giác là hexagonal thì A bằng B khác C, còn alpha bằng beta bằng 90 độ và gamma bằng 120 độ. Đấy. Thì mình có đây là 7 loại mạng cơ bản, các bạn lưu ý cho cô nhé. 7 loại mạng tinh thể cơ bản, tí nữa mình sẽ có thêm 140 mấy các kiểu mạng. Đây là loại mạng ha, tí nữa mình sẽ có 100 hơn 100 cái kiểu mạng của Brave nữa. Đấy. Thì liên quan đến các cái mạng này này, ví dụ như mạng lập phương, mạng tứ giác, mạng đơn tà, mạng thoi, mạng lục giác, mạng tam tà, mạng trực thoi chẳng hạn, thì nó sẽ có các cái bậc đối xứng khác nhau. Đấy ha. Để có các cái bậc đối xứng khác nhau. Cũng lại không thấy màn hình nè. Các bạn lại không thấy màn hình nè. Mình đã chia sẻ toàn màn hình. Thấy mà cô, em đang thấy mà cô. Sao vậy bạn, có bạn nào đó kêu không thấy? Thấy đúng không? Đứng một chỗ cô ơi. À, nó hay bị đứng. Được chưa? Dạ, được rồi bây giờ này, dựa vào cái 7 loại mạng này này nhá, thì người ta sẽ chia ra này, tương ứng với một loại mạng ha, thì nó sẽ có các cái kiểu mạng khác nhau. Thì các bạn thấy này, cái condition tức là gì, các cái gọi là tiếng Anh thì nó là điều kiện đúng không, nhưng mà nó chính là các cái đại lượng đặc trưng A, B và C, alpha, beta và gamma. Thì đối với mạng này này, liên quan đến các cái bậc đối xứng ấy, thì nó sẽ tương ứng với bậc đối xứng là C1 và C2 nhá. À, đây là C1 đây, và cái order, tức là cái phần lớp mình đặt cho nó là cái đối xứng 1 và 2 đấy, thì rõ ràng đây nó xây dựng được đến 3 kiểu mạng. À, tương tự như vậy đối với monocyclic thì đây cũng có 3 kiểu mạng vân vân. Đấy, tương tự như vậy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều đây nhá. Đấy. Như vậy thì đối với cái mạng Brave thì ta sẽ có 14 loại mạng không gian, 14 loại mạng không gian Brave. Đây thì trong này các bạn thấy này, ví dụ như tam tà thì nó chỉ có một kiểu mạng thôi, nhưng mà đơn tà thì nó lại có hai kiểu. Đơn tà nó lại có hai kiểu. À, một kiểu là alpha khác 90 độ, beta gamma bằng 90 độ, tức là các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể có cái kiểu là ở đây nó không có cái tâm đối xứng nào cả, nhưng mà ở đây có cái tâm đối xứng là tâm gọi là face, tâm mặt ha, gọi là tâm mặt đây. Ví dụ trên này có một tâm đối xứng, phía dưới này có một tâm đối xứng. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi mạng tiếp theo là mạng trực thoi thì nó lại có đến 4 kiểu mạng, nó có cái symbol là mạng đơn giản này. Có cái base central, tức là có cái đối xứng tâm mặt này, đối xứng tâm đáy, xin lỗi đây là đối xứng tâm đáy. Có cái body central, tức là có cái đối xứng tâm đây, và có cái face central tức là tâm mặt. Tức là ở các mặt của cái hình trực thoi này này thì đều có các cái tâm đối xứng. Như vậy thì kết hợp với 7 kiểu mạng cơ bản lúc nãy đúng không các bạn, và các cái group của đối xứng, các cái bậc của đối xứng, đúng chưa, các cái bậc đối xứng của các cái mạng trong tinh thể mà người ta chia ra tương ứng với một loại thì nó có bao nhiêu kiểu ha. Rồi ví dụ như hexagonal thì nó chỉ có một kiểu thôi, nhưng mà sang ví dụ như sang trực thoi thì nó có hai kiểu ha. Kiểu này kiểu simple, kiểu đơn giản, và kiểu này là kiểu border central. Đấy. Tương tự như vậy mạng cubic. Mạng cubic là một trong những mạng đơn giản nhất trong tất cả các loại mạng các bạn, bởi vì là
tính toán đối với nó cũng khá là dễ, bởi vì là ba cái vector nó là giống nhau hết về mặt độ dài, ABC giống nhau, rồi alpha beta gamma bằng 90 độ ha. Đó là loại mạng đơn giản nhất và nó có tính chất đối xứng cũng khá là ổn. Ví dụ như là nó đối xứng body center này, đối xứng tâm tâm khối, tâm này body tức là tâm khối, và anh này là đối xứng tâm mặt. Được chưa? Đó thì là liên quan đến các bạn tìm hiểu thêm. Từ 14 cái kiểu mạng Grave này này, đây, từ 14 cái mạng không gian Grave này này thì ta hoàn toàn có, lúc nãy tôi có giới thiệu với các bạn là ta có thể hoàn toàn tìm hiểu được 136 các cái kiểu mạng khác nhau ở trong không gian. Và xuất phát từ 7 loại mạng đơn giản và 4 mạng, 14 mạng không gian Grave này. Ngoài cái ô cơ sở ấy, thì một trong những cái cách xây dựng cái tính tuần hoàn trong tinh thể nữa thì người ta có là cái ô nguyên tử thủy Wiener Schist này. Trong cái ô nguyên tử Wiener Schist này thì thường cô hay gọi là cái ô WS, WS gọi tên gọn như vậy. Thì mình thấy định nghĩa nó là cái vùng không gian bao quanh một nút mạng, mà ở đó nó gần nút mạng này hơn bất kỳ một cái nút mạng nào khác, hay chính là quỹ tích các điểm trong một cái không gian bao quanh một nút mạng nào đó mà gần nó hơn bất kỳ một cái nút mạng nào khác. Thì các bạn sẽ thấy, lưu ý cho cô là cái cách xây dựng cái ô Weiser này ha, ô Wiener-Schist này, tức là gì? Đầu tiên mình phải xác định cái nút mạng mà mình cần chọn, đúng không ạ? Rồi sau đó mình sẽ chọn cái nút này là nút gốc, đó chính là tâm của cái ô này. Đây, như cô chọn cái nút này nút gốc thì tâm của cái ô này ở đây, chỗ cái phần chuột cô đang chỉ vào đây. Cô nối nút gốc này với tất cả các nút lân cận gần nhất, ví dụ như đây, nút lân cận này ha, những nút lân cận này cô nối lại, ví dụ như vậy. Đấy, được chưa? Cô vẽ các mặt trung trực của các đoạn nối giữa các nút. Đây, ví dụ như là tương ứng với đây thì cô vẽ cái mặt trung trực đây, được chưa? Rồi tương tự như vậy, mặt trung trực đây, rồi mặt trung trực hình màu cam đây, màu xanh blue đây, ví dụ như vậy, vân vân. Và cái không gian có thể tích nhỏ nhất giới hạn bởi các mặt trung trực bao quanh cái nút gốc này thì gọi lại là OWS, Oweiser. Đây, ví dụ đây, không gian này. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, cái phần nền màu vàng này này. Này, thì cái phần này các bạn thấy trong thực tế các bạn nhìn thấy ở đâu? Ví dụ như là các cái hoa văn của gạch hoa ấy, cái nền gạch hoa các bạn lát, thông thường một số các cái nền nhà người ta lát gạch hoa. Thì mình sẽ thấy rằng là rõ ràng mình thấy là nó tịnh tím, các cái ô này ở trong không gian thì nó sẽ tạo nên các cái hoa văn rất là đều đặn. Đây, ví dụ như vậy, đây ha. Đây, đây các xác định Oweiser của hai cái mạng như đây các bạn thấy đây ha. Đây cô chọn cái nút mạng này làm tâm này, vẽ các cái đường thẳng nối các cái nút mạng gần nhất, đúng không, và vẽ các đường trung trực, được chưa? Sau khi chọn được cái không gian nó bao quanh bởi các đường trung trực này và trong đó cái nút mà mình chọn nằm ở giữa thì người ta gọi đấy là OWS ha. WS tương tự như trường hợp này, như vậy trường hợp này là trường hợp mình thấy rằng là cái Oweiser trong cái không gian hai chiều, trường hợp này là không gian ba chiều. Cách vẽ, cách xác định cũng tương tự như vậy. Đây, chỗ này thì mình thấy rằng là gì, mỗi ô mạng Grave là có ít nhất một ô Weiser này. Đây là điều này là hiển nhiên, đúng không các bạn? Bởi vì là gì, một ô mạng Grave nó liên quan đến là cái ô cơ sở, liên quan đến ô cơ sở. Như vậy thì rõ ràng ví dụ như ô mạng này này, thì cô chọn một cái vị trí nào đó làm một cái vị trí điện tử nào đó, nút mạng nào đó làm gốc chẳng hạn, thì mình hoàn toàn xác định được các cái mặt trung trực của cái đoạn thẳng nối liền cái nút mà mình chọn đến các cái nút xung quanh gần nó nhất. Như vậy thì mỗi ô mạng Grave đúng là có ít nhất một cái ô mạng Weiser này, được chưa? Còn nếu như mình tính đến tỷ lệ các trục thì ta có đến 24 dạng khác nhau của cái ô này, đúng chưa các bạn? Lưu ý nhé. Đây là sự lấp đầy của không gian bởi cái ô Weiser này nè. Một số, ví dụ như một số các cái bãi đá trong thiên nhiên, các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sắp xếp một cách có tính tuần hoàn như vậy. Một số các cái đặc trưng về cái cấu trúc của vật rắn nữa, đó là các bạn thấy rằng là sau khi mà mình xác định được cái ô mạng đặc trưng của tinh thể, tức là cái ô cơ sở rồi á, thì trong đó các bạn phải lưu ý cho cô đến các cái điểm đặc trưng khác, ví dụ như nút mạng này,
nhá. Đây là nút cô bạn ơi, này. Đúng rồi cô ơi. Sao em? Màn hình nó đứng nữa hay gì rồi cô? Sao kỳ vậy ta? Cô vẫn dạy thấy bình thường người ta. Có lẽ là mình lướt nhanh quá, mấy các bạn nó tải không kịp chăng? Dạ, cái này nếu mà dùng wifi là nó hay bị đứt lắm. Thường là em dạy online là em hay cắm trực tiếp dây mạng. Cô cũng cắm trực tiếp dây mạng đây. Ờ, à, mà vẫn đứng. Em thấy nó cũng đang đứng. Cái bàn tay đang nằm ở giữa cái hình á. Để cô dừng chia sẻ cho cô. Chia sẻ cô lại bình thường. Hôm nay sao chứ mấy hôm mình dạy bồi dưỡng vẫn ok. Đúng rồi, bình thường cũng không có đến nỗi bị đứng. Hôm nay nó bị... Ừ. Hôm cô dạy bồi dưỡng đến 300 người trong một lớp cơ. Yeah. Mà vẫn bình thường, vẫn không có vấn đề gì về đứng lên, mà sao hôm nay lạ kỳ. Được chưa các bạn? Phải dừng chia sẻ gì mà. Được rồi cô. Các bạn thấy cái chữ nút mạng trên màn hình không? Nút mạng cô đang nói đến cái đặc trưng thứ nhất là cái nút mạng tinh thể. Có cô. Rồi nhá. Như vậy thì đầu tiên là khẳng định là gì nè? Ngoài cái chuyện là ô cơ sở ha, là cái ô không gian ba chiều, thì ta hoàn toàn có thể dựa vào cái ô Weiser ha để xác định cái tính tuần hoàn trong tinh thể, đúng không? Thì liên quan đến các cái ô đơn vị, ô cơ sở đó, thì sẽ có ví dụ như là nút mạng này, ha, xác định vị trí nút mạng như thế nào. Thì trong này cái nút mạng ha được xác định đó là một điểm bất kỳ trong mạng tinh thể nào đó. Được chưa? Như vậy thì ví dụ như là cái nút đầu tiên mà các bạn hay thấy nhất đó là cái nút ở vị trí gốc đô tọa độ, đúng không? Lúc đó là gốc là gì? Là 000, đúng chưa? 000. Rồi các cái vị trí còn lại, ví dụ như là các bạn nhìn trên hình thì các bạn thấy này, giả sử như ở cái vị trí này là 112 này, vị trí này là 121 này, thì những cái số 112 và 121 này ở đâu ra, đúng không? Thì mình phải làm gì? Mình phải xác định cho cô một cái vector, trong đó cái vector R này này nó sẽ bằng U phẩy nhân A cộng V phẩy nhân B cộng cho W phẩy nhân C. ABC đây là các bạn, để ý cho cô đây là các cái vector nhá. ABC đây này là các cái vector cơ sở, đúng không? Các vector cơ sở được xây dựng dựa trên ba trục OX tương ứng, OY tương ứng và OZ tương ứng. Thì trong trường hợp này U phẩy, V phẩy, W phẩy là những số nguyên, đúng chưa? Là những số nguyên. Ví dụ như trong trường hợp là U phẩy bằng 1, V phẩy bằng 1 mà W phẩy bằng 2 chẳng hạn, thì cô sẽ có là R sẽ bằng vector A cộng vector B cộng cho 2 vector C, đúng chưa? Thì cái vị trí nút mạng ở đây chính là gì? 1, 1 và 2. Như vậy thì muốn tìm vị trí của bất kỳ một cái nút nào đó của mạng tinh thể thì mình phải xem thử là cái khoảng cách từ cái vị trí nút đó cho đến cái vị trí gốc mình cần chọn là bao nhiêu, vị trí 000 là bao nhiêu. Hoặc là các bạn có thể vẽ cái vector R, ha, vector R từ vị trí gốc ô của tọa độ cho đến vị trí nút bất kỳ. Rồi từ vector R đó mình sẽ phân tích dựa trên ba cái vector cơ sở là ABC để xác định các cái số nguyên có liên quan trong cái vector tổng R này. Đấy, thì từ đó mình sẽ xác định được là vị trí của các nút mạng ở trong tinh thể. À, lưu ý nhé. Ví dụ như là cái nút này là 010 này, đúng không? Nút này chắc chắn là 010 rồi, bởi vì nó nằm trên trục gì? Trên trục Y. Đúng không? Nằm trên trục Y. Và nó nằm ở ngay cái vị trí độ dài của vector B luôn. Đấy, các bạn lưu ý đây, con chuột của cô chị này, 000 đến 010 này. Đây, nó nằm vị ngay vị trí của vector B luôn. Được chưa? Giả sử nó nằm ở vị trí 2 lần của vector B chẳng hạn, thì nó sẽ là 020. Đấy, tương tự như vậy ha. Đó, cách xác định vị trí nút mạng. Cô sang cái hình tiếp theo này, coi thử có chạy không nè. Rồi, bây giờ nói đến cái thứ hai, đó là cái hướng trong tinh thể. Okay. À, đâu có chạy cô ơi. Đứng rồi, vẫn đang ở chỗ nút mạng. Đau khổ. Hôm nay kỳ vậy ta.
Chia sẻ lại. Tại miền Nam bị mưa. Đường truyền yếu. May mà hôm nay được mưa mát đó. Bữa giờ khó chịu ở ngoài quá. Có mưa không cô? Không, nóng chết thì được. Ở đây lạnh trời. Rồi bây giờ nói đến hướng tinh thể thấy chưa nè. Dạ rồi cô. Chia sẻ lại mới được. Chán dễ sợ. Mất thời gian. À, cái nút tinh thể thì các bạn nắm rồi đúng không? Hướng tinh thể thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đây này, mình có thể dựa vào các cái cách xác định như thế này để tìm một cái hướng nào đó. Thông thường một cái hướng bất kỳ chính là một cái đường song song với nó đi qua góc bạn. Mình gắn cái tọa độ của điểm bất kỳ trên đường đi qua cái góc mặt đó thì tất cả các hướng tinh thể có thể quy về các trường hợp là một ô đơn vị được tương ứng với góc được gắn ở đỉnh bức mạng. Ví dụ như cô xét một điểm bất kỳ ở vị trí U phẩy, V phẩy và W phẩy ha. Đây không nhất thiết phải là số nguyên nhé, nó có thể là các cái số phân số bất kỳ ha. Thì trên đường mà cái hướng này này, hướng tinh thể hướng T này này đi qua thì ta thấy rằng nó đi qua tất cả các điểm có tọa độ ví dụ như là 2 U phẩy, 2 V phẩy, rồi 2 W phẩy, 3 vân vân, 4 vân vân. Thì những cái ký hiệu U, V, W này này là chỉ hướng tinh thể học của cái đường T này. Của đường T này. Như vậy thì tất cả những cái đường song song với đường này đều có cùng một chỉ số hướng với đường T. Đúng không? Đây. Ví dụ như trên này là đường màu tím đó T này. Đường thứ hai là đường màu cam này ví dụ nha, đường song song này. Thì những đường nào song song với nhau, cùng hướng và song song với nhau thì nó cùng một cái chỉ số hướng tinh thể ha, lưu ý như vậy, cùng chỉ số hướng tinh thể. Và thông thường là hướng tinh thể thì họ người ta sẽ gọi là gì, lấy cái mẫu số chung nhỏ nhất sau đó quy đồng để đưa các cái phân số về số nguyên. Ví dụ như trong trường hợp mà cái hướng này nó đi qua những cái vị trí mút mạng mà là số lẻ của các cái số nguyên chẳng hạn. Ví dụ như nó đi qua là 1 phần 2A chẳng hạn. À, đi qua vị trí tương ứng với 1 phần 2A chẳng hạn. Đúng chưa? Rồi 1 phần 2B chẳng hạn. Và 1C chẳng hạn. Thì mình sẽ có các chỉ số là 1 phần 2, 1 phần 2 và 1. Như vậy sau khi mình quy đồng, mình lấy mẫu số chung nhỏ nhất và mình tối giản hóa cái phân số này thì ta sẽ có cái bộ số là 1, 1, 2. Lưu ý nhé, 112 hoặc là gì, 224, 448, đúng không ạ? Thì đây là đều chỉ thị cùng một hướng tinh thể hết. Đấy. Như vậy thì để quy ước ha, chọn một cái bộ số gồm những cái số nguyên nhỏ nhất như là 112 này thì để chỉ cái hướng tinh thể này thôi. Như vậy thì khi các bạn xác định một cái hướng bất kỳ thì nó có thể là 224 hoặc 448 gì đó, nhưng mà 224, 448 thì nó cũng là 112. Như vậy thì thông thường mình sẽ lấy đó là cái bộ số nguyên nhỏ nhất. Nhá, lưu ý quy đồng tìm mẫu số chung nhỏ nhất ha, quy đồng tìm mẫu số chung nhỏ nhất rồi sau đó đưa về các cái số nguyên bé nhất có thể, thì đó chính là cái việc mình xác định cái hướng tinh thể, tức là cái hướng các cái nút mạng, các cái nút mạng mà cái vector bất kỳ nào đó đi qua. Đây ha, ví dụ như trong trường hợp này cô có vector T được chưa, và vector một cái vector bất kỳ ở đây ha, W này đang có cam ở đây các bạn thấy này. Lưu ý như vậy. Như vậy là một cái chỉ số thứ hai là hướng tinh thể. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái cách xác định của hướng tinh thể tôi vừa chia sẻ lại cho các bạn. Đây. Đây nhá. Về cái nguyên tắc xác định hướng tinh thể các bạn lưu ý cho cô nè. Ví dụ như mình có trục là x, y và z, vector đơn vị là ABC. Các hình chiếu đây chính là gì? Tức là tọa độ mà cái vector nào bất kỳ nào đó cắt các cái trục ha, cắt các cái trục thì có thể có tọa độ là các cái hình chiếu là U phẩy A, V phẩy B, W phẩy C, thì hệ số của hình chiếu là U phẩy, V phẩy, W phẩy và mình rút gọn đưa về ba cái bộ số là U, V, W, thì khi đó chỉ số hướng sẽ được viết theo cái ngoặc vuông như thế này nhé. Lưu ý lúc nãy là cái chỉ số mạng thì mình là viết ngoặc đơn các bạn nhé. Ví dụ như chỉ số 000 thì nó sẽ nằm trong ngoặc đơn này, 000 đóng ngoặc lại viết liền với nhau, còn chỉ số hướng thì nó sẽ nằm trong cái mạng vuông như thế này. À, cái ô vuông như thế này, cái móc vuông như thế này, O, V, W. À, ví dụ như đây, các bạn nhìn thấy một cái vector bất kỳ. Đây trong trường hợp này, giả sử như là mấy vector này chẳng hạn, ha, thì đây sẽ nó đây nè. Hình chiếu của nó là gì? A trên 3, tức là nó cắt cái vị trí của vector A là ở vị trí là 1 phần 3 chiều dài của vector này. Nó cắt B ở vị trí là trừ B, ha, cắt ở đây này, điểm này điểm cắt này. Ha. Đây. Và không C vì nó nằm trong mặt phẳng này ha, mặt phẳng vuông góc với OZ cho nên là C nó sẽ là 0.
Như vậy thì hệ số của nó là gì? 1 phần 3 trừ 1 và 0. Như vậy thì khi cô rút gọn thì cô sẽ đưa về là 1 trừ 3 0. Và khi cô viết chỉ số hướng thì cô không phải viết là 1 trừ 3 0, mà cô sẽ viết là 1, 3 cái dấu gạch ngang ở trên đầu. Số âm thì được viết gạch ngang trên đầu, được chưa? Cho nên chỗ này sẽ viết là 1, 3 gạch ngang trên đầu, 0. À, như vậy nhìn vào cái chỉ số hướng này là mình biết được cái vector này nó cắt các cái vector đơn vị A, B, C tại các vị trí là A chia 3 trừ B và 0 C. Đây, các bạn sẽ lưu ý là cái đường màu xanh này này. Lưu ý nhé, đường màu xanh. Được chưa? Đấy, như vậy thì cái đường màu cam là cái đường song song đây này, thì nó cũng sẽ cùng chỉ số hướng, đúng các bạn, đúng chưa? Này, đường màu cam đây này, đây, đường song song đây. Đấy, như vậy thì tất cả những cái đường nào mà song song với đường màu xanh này thì nó sẽ có cùng một cái chỉ số hướng. Điều này rất quan trọng các bạn nhé, bởi vì sau khi mình học cái phần này rồi, mình phân tích cái phổ nhiễu xạ thì người ta sẽ thấy rằng là gì? Các cái mặt mạng song song mà cái phổ nhiễu xạ nó bị nhiễu xạ qua các cái mặt đấy thì người ta chỉ cần xác định được một cái chỉ số hướng đó, thì các cái mặt còn lại là người ta suy ra được các cái chỉ số tương ứng khác. Lưu ý như vậy. À, đây bài tập đây có rất là nhiều. À, mình nói đến cái chỉ số quan trọng thứ ba, đó là chỉ số Miller, người ta gọi là chỉ số mặt. Và chia sẻ lại cho các bạn chỉ số mặt tinh thể. Đây, được chưa? Thấy trên màn hình chưa? Đây. Cái chỉ số thứ ba là chỉ số Miller ha. Chỉ số Miller thì đây các bạn thấy đây là cái mặt phẳng này, mặt phẳng HKL. Như vậy thì từ cái chỉ số hướng ấy, mình cũng có thể suy ra một cái điều như này các bạn. Tức là những cái mặt nào mà có cùng chỉ số Miller thì những cái mặt đó song song với nhau. À, lưu ý như vậy. Những mặt nào mà có cùng chỉ số Miller HKL thì các cái mặt đó trong mạng tinh thể là nó song song với nhau. Như vậy thì khi mình nghiên cứu tia X á, tia X nó phản xạ ở mặt này thì nó cũng xem như phản xạ ở những cái mặt khác, đúng chưa? Và các cái chỉ số là nó tương đương với nhau. À, về nguyên tắc xác định hướng trong tinh thể thì giả sử như cô cho các bạn xác định cho cô trong tinh thể có ba cái vector đơn vị là A, B, C như thế này nhá, có một cái mặt phẳng như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Mình phải xem thử là cái mặt này này, cái mặt phẳng này này, nó sẽ cắt ba trục OA, OB, OC ha, tại vị trí nào? Đây ví dụ như là nó cắt ở đây ở các cái vị trí là A chia H, tức là 1 trên H, 1 trên K và 1 trên L chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây cái bước tiếp theo mình sẽ làm là gì? Mình lấy cái hệ số hình chiếu ha, 1 trên H, 1 trên K, 1 trên L. Mình lấy nghịch đảo ha, H, K, L. Tức là muốn lấy nghịch đảo cái này thì phải tìm cái bộ số chung nhỏ nhất. Giả sử như trong trường hợp nó cắt ở điểm 1 phần 3, ví dụ như vậy 1 phần 5, 1 phần 6 chẳng hạn ha, thì mình phải tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất để mình đưa nó về cái bộ số nguyên nhỏ nhất là HKL. Thì khi đó chỉ số hướng sẽ là được viết là ngoặc đơn như thế này. Tương tự như vậy, chỉ số, xin lỗi, chỉ số mặt ha, đây gọi là chỉ số mặt. Tương tự như vậy thì đối với những cái chỉ số mặt nào mà có giá trị âm á, thì mình cũng sẽ viết là cái dấu gạch ngang ở trên đầu, giống như là chỉ số hướng. Lưu ý như vậy nhé. Mình thử lấy một cái ví dụ ha. Đây tôi lấy một cái ví dụ. Đây ha. Lấy cho các bạn một cái ví dụ. Đây, mình lấy cho các bạn một cái ví dụ, các bạn nhìn nhé. Ví dụ như mình có cái ô cơ sở, đây là một ô cơ sở này nha, ô cơ sở. Cái vector đơn vị thứ nhất ha, là OA, vector đơn vị thứ hai là OB và vector đơn vị thứ ba là OC, được chưa? Đây, tức là tương ứng với ba vector là gì? A, B và C nhá, A, B và C. Trong đó A thì bằng là 4 angstrom, B là bằng 8 angstrom và C là bằng 3 angstrom. Được chưa? Các bạn tìm cho cô cái chỉ số Miller của cái mặt phẳng màu xanh xanh ở đây. Mặt phẳng xanh xanh mà cô đang chỉ chuột ở đây này. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Đầu tiên á, thì mình phải xác định cái thứ nhất là gì? Độ dài của các trục, tức là độ dài của các cái vector cơ sở trong trường hợp này. Như lúc nãy tôi vừa trình bày là 4 angstrom, 8 angstrom và 3 angstrom. Và tìm xem thử là cái mặt phẳng này này nó cắt ba cái vector ABC này ở điểm nào và điểm đó có tọa độ ra làm sao. Ví dụ như mặt này này cắt A ở đâu? Ở vị trí thứ nhất, đúng không? Ở ngay thì tức là 1 angstrom. K
Cắt B tại vị trí này là 4 angstrom. Và cắt C tại vị trí này là 3 angstrom. Được chưa? Như vậy thì mình phải lấy nghịch đạo đúng không em? Phải lấy, lúc này có một cái bước là mình lấy nghịch đạo thì ta sẽ có là gì? Các phân số của các đoạn cắt sẽ là gì? 1 phần 4 đúng không? 1 phần 2 và 1. Đúng chưa? Tức là chỗ này không phải lấy nghịch đạo mà mình lấy phân số các đoạn cắt. Tức là mình lấy cái chiều dài của các đoạn này mình so với các cái trục, độ dài của các trục. Đây là 1 phần 4 này, 1 phần 2 này và là 1 này. Như vậy thì mình sẽ có phân số các đoạn cắt là 1 phần 4, 1 phần 2 và 1. Đấy, 1 phần 4, 1 phần 2 và 1. Sau đó mình lấy nghịch đảo và đưa về cái bộ số nguyên nhỏ nhất có thể. Thì đó chính là 4, 2 và gì? Và 1. Lưu ý nhé. Như vậy thì cái mặt này sẽ có chỉ số Miller là 4, 2, 1. Được chưa? 4, 2, 1. Đấy, nó còn 8, ví dụ như 8, 4, 2 là những cái mặt đó song song với mặt này. Ha. 8, 4, 2. Đấy, ví dụ như vậy. Được chưa? Đấy, lưu ý này. Nếu như cắt các trục âm á, thì ví dụ như cắt âm ở ngay cái điểm là điểm này chẳng hạn, trục A chẳng hạn, là âm của H chẳng hạn, thì mình sẽ viết là H có dấu gạch ngang trên đầu. Như vậy thì trong trường hợp mà lỡ mặt phẳng nó song song với một trục bất kỳ thì sao các bạn? Mặt phẳng mà song song với một trục bất kỳ, ví dụ như là một mặt nào đó song song với trục C này chẳng hạn, tức là nằm trong mặt này chẳng hạn, mặt phẳng chẳng hạn nằm trong mặt phẳng này. Từ đây cô kéo xuống một cái đường ở đây nè ha, đừng chéo ở đây, cô bảo các bạn tìm chỉ số Miller cho cô cái mặt này. Được không? Mặt này là rõ ràng là song song với trục gì? Song song với trục OZ đúng không? Tức là nó sẽ song song với vector C đúng chưa? Như vậy thì cái phân đoạn cắt của nó sẽ là gì? Là ở vô cùng. Và khi đó mình lấy nghịch đạo sẽ là gì? 1 trên vô cùng thì tương ứng với chỉ số Miller là 0. Lưu ý như vậy nhé. Rồi, một số các cái bài tập có liên quan ha, xác định chỉ số Miller. Cái phần cái trong cái quyển bài giảng mà cô gửi cho các bạn ấy, cũng có cái nói đến cái chuyện là xác định cái chỉ số Miller. Về cái phần tiếp theo cô muốn chia sẻ nữa, đó là cái liên quan đến việc tính khoảng cách giữa các cái mặt mạng ha, đối với cái chỉ số Miller, các cái mạng mà có chỉ số Miller khác nhau. Đây. Đây lúc nãy cô nói này, ví dụ như là đối với cái mạng lập phương á, mạng qubit á, thì cái khoảng cách giữa các cái mặt mạng mà có cùng chỉ số Miller, các bạn lưu ý nhé, tức là khoảng cách D này thì được xác định bằng công thức là 1 trên A bình. A chính là độ dài của vector cơ sở ha, độ dài vector cơ sở, vì mạng lập phương là nó bằng nhau cho nên người ta lấy ký hiệu là A thôi. Đấy, 1 trên A bình H K bình cộng K bình. H bình cộng K bình cộng L bình, và tất cả cái này là mũ 1 phần 2 trừ 1 phần 2. Lưu ý như vậy nhé. Tương tự như vậy mạng tứ giác thì D sẽ bằng là H bình K bình chia A bình cộng L bình chia C bình, và tất cả là mũ trừ 1 phần 2. Vâng vâng. Mạng trực thoi đúng không? Mạng đơn tà, mạng ba nghiêng, mạng sáu cạnh. Vâng vâng. Đây thì đều có cách tính cả. Lưu ý nhé. Đều có cách tính cả. Như vậy cách tính này xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đâu thì muốn lập ra được cái cách tính như thế này á, thì các bạn rõ ràng rất là đơn giản ở chỗ là gì? Các bạn lấy cho cô một cái cấu trúc tinh thể bất kỳ nào đó, hoặc là mình lấy cái cấu trúc đơn giản nhất là qubit chẳng hạn. Các bạn tìm cho cô chỉ số Miller của một cái mặt phẳng bất kỳ, sau đó tìm cái chỉ số Miller của cái mặt phẳng song song với nó ha, mặt phẳng song song với nó, và mình tìm cái khoảng cách giữa hai cái mặt phẳng này, khoảng cách D giữa hai cái mặt phẳng này, thì chắc chắn là các bạn chứng minh được các cái công thức có liên quan đằng sau này nhé. Đấy, như vậy thì bài toán này nó trở về việc là mặc dù ở đây có công thức cụ thể nhưng mà muốn chứng minh nó thì nó trở về cái bài toán giống như ở cấp 3 mà các em học sinh hay được học, đó là gì? Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song với nhau trong cái toán giải tích đó. Toán giải tích thì lưu ý như vậy, rõ ràng là mình hoàn toàn có thể tìm được tất cả các công thức này. Đối với mạng lục giác, cô nói trường hợp mạng lục giác thì nó hơi khác hơn so với những cái mạng, ví dụ như là mạng mà có mạng qubit rồi mạng tam tà, mạng đơn nghiêng đúng không vân, những cái mạng đó thì nó đặc biệt, còn cái mạng lục giác thì nó hơi phức tạp hơn một chút. Thì riêng đối với mạng lục giác thì các bạn lưu ý một số điểm như thế này này.
đây nhá. Ví dụ như là đối với mạng lục giác á, thì người ta lại có là mà gọi là gì nhỉ, có bốn cái chỉ số ha. Chỉ số thứ nhất là ba chỉ số đầu á, là trong bộ chỉ số là Miller. Và đối với mạng lục giác thì người ta không gọi là chỉ số Miller của mặt phẳng mà người ta gọi là chỉ số Miller-Bravais nhá, chỉ số Miller-Bravais. Thì trong này lưu ý cho cô này, tức là gì, nó sẽ có ba vector đồng phẳng với nhau, tức là A1, A2 và A3. Chỉ số Y luôn là chỉ số phụ thuộc vào các chỉ số H và K ha, vì một mặt phẳng nó cắt trên các cái trục A1 và A2. Cho nên là mình cũng xác định nó trên các cái đoạn cắt trên trục A3 tương tự như vậy. Đây, hình vẽ bên này. Được chưa? Thì trong này người ta có là gì? H cộng K thì bằng trừ Y, hay là H cộng K cộng Y là bằng 0. Mình lưu ý đây. Trong trường hợp này thì mình hoàn toàn có thể đổi được. Các bạn thấy cái hình này không? Đây, trong hình này thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như mạng lục giác đây này, được chưa? Đấy, như vậy thì mình sẽ chuyển đổi được từ hệ thống 3 chỉ số sang hệ thống 4 chỉ số ha. Dựa vào công thức lúc nãy ha, ta có H cộng K cộng Y bằng 0, đúng không? Và mình có ba cái chỉ số là U, V, W thì mình sẽ chuyển sang là H, K, Y, N, L. Như vậy thì riêng đối với mạng lục giác thì ta sẽ có là bộ 4 số ha, người ta gọi là chỉ số Miller-Bravais ở trong mạng lục giác. Và cách chuyển đổi thì mình có ở trong giáo trình, các bạn có thể đọc thêm trong giáo trình. Đấy, rồi một số các cái vấn đề khác liên quan đến mạng tính thể A lớp, B lớp, vân vân. Cái phần này các bạn đọc được. Tôi nói đến sự xếp chặt của các cái nguyên tử trong tinh thể các bạn nhé. Hệ số xếp chặt ha. Chặt. Về cái xếp chặt, về cái gọi là cái hệ số im, gọi là hệ số IPS, tự nhiên quên mất cái tên, vì tên nó tiếng Anh. Đấy thì cái có thể dịch ra tiếng Việt đó là cái hệ số xếp chặt giữa các cái nguyên tử. Thì nó nói đến cái mật độ các bạn nhé, mật độ của nguyên tử ha, trong một cái ô nào đó. Mật độ của nó, ví dụ như mật độ nhiều thì rõ ràng là độ xếp chặt giữa các nguyên tử trong một cái thể tích nào đó là nhiều hơn so với cùng thể tích mà có ít nguyên tử hơn, chưa? Gọi là mức độ xếp chặt của các nguyên tử. Mức độ xếp chặt của các nguyên tử thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số nguyên tử ha, trong một cái ô cơ sở mà mình đang xét. Lưu ý nhé. Các bạn chờ một chút để mình đưa cái phần cái hệ số APF ha, cái gọi là cái atom packing factor đây. Chia sẻ cho các bạn cái trang này. Công quá, phải dừng lại chia sẻ. Đây các bạn thấy nhá. Ở đây này, được chưa? Cái hệ số xếp chặt của nguyên tử được xác định ha, đó chính là tỷ số giữa thể tích của một cái gọi là gì nè, thể tích của một cái ô cơ sở, được chưa các bạn, so với, được chưa, thể tích của các cái nguyên tử chứa trong một cái ô cơ sở so với thể tích của ô cơ sở. Ví dụ như là thể tích của ô cơ sở là 4 mét khối chẳng hạn, nhưng mà thể tích của các nguyên tử nằm trong ô cơ sở đó chỉ có 3 mét khối thôi, thì cái hệ số xếp chặt ở đây sẽ là 3/4. Như vậy thì muốn tính được cái hệ số xếp chặt trong nguyên tử thì các bạn phải tính được cái gì? Các bạn phải tính được là cái ô mạng đó có bao nhiêu nguyên tử ở trong đó ha, có bao nhiêu nguyên tử ở trong đó. Giả sử như ô mạng đó có 3 nguyên tử ở trong đó thì 3 nguyên tử đó chiếm thể tích là bao nhiêu, được chưa? Rồi sau đó mình tính thể tích của cái ô mạng cơ sở đó và mình lập cái tỷ số thì ta sẽ ra cái hệ số xếp chặt. Lưu ý nhé, nhắc lại một lần nữa là gì, hệ số xếp chặt, cái atomic packing factor, nó chính là được xác định bởi tỷ số giữa thể tích của tất cả các cái nguyên tử chứa trong một cái ô cơ sở với thể tích của ô cơ sở. Thì thông thường ở đây mình sẽ có các cái loại mạng, như là ví dụ như trong kim loại chẳng hạn thì ta sẽ có là cái mạng FCC, tức là cái
gọi là cái mạng xếp chặt theo kiểu là cái tâm mạch á, ha, tâm mạch ở đây là face, cái body central qubit chẳng hạn, đối với mạng qubit á thì ở đây có cái body này, ha, tức là tâm mạch, tâm khối này, đây là tâm mạch này, và đây là cái mạng này là mạng lục giác này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái APF của nó, ví dụ như là đối với cấu trúc FCC thì có bốn nguyên tử ở trong cái ô mạng này, thì nó sẽ ra là 4 × 4 × 3 PR mũ 3, trong này mỗi nguyên tử được xem là một hình cầu, được xem là một hình cầu, và R là bán kính của nguyên tử. Còn cái ô cơ sở sẽ có thể tích là A mũ 3. Như vậy thì sau khi tính toán thì cái này là 0,74, được chưa? Tính toán tương tự như vậy cho BCC, DCC thì sẽ có là hai nguyên tử ha, trong một cái ô mạng, thì thể tích của hai nguyên tử này sẽ là 2 × 4/3 PR mũ 3, và cũng chia cho thể tích này là A mũ 3. Đấy, thì tính ra là 0,68. Như vậy thì so với BCC thì FCC là có hệ số xếp chặt lớn hơn. Nhưng FCC có hệ số xếp chặt lớn hơn, như vậy thì cái mật độ nó thể hiện cái độ xít nhau, độ nằm gần nhau, độ xít nhau ở giữa các cái nguyên tử ở trong ô mạng nhiều hơn, nhiều hơn. Và tương tự như vậy cho mặt HCP. Đấy là nói đến chuyện là các cái hệ số xếp chặt của nguyên tử. Ta sang cái phần thứ ba, đó là đối xứng tinh thể và các nhóm đối xứng. Chỗ này cô chỉ gợi ý thôi, các bạn mình về mình xem thêm nhé. Ví dụ như là như thế nào gọi là một cái phép đối xứng trong tinh thể. Thì giả sử như mình thực hiện một cái phép biến đổi nào đó lên tinh thể, ví dụ như mình quay tinh thể này quanh một trục này, mình tình tiến nó theo chiều trục nào, trục X, trục Y, trục Z này, thì mình sẽ có được một cái tinh thể nó trùng với tinh thể ban đầu. Thì cái phép biến đổi như vậy người ta gọi là phép biến đổi đối xứng. Phép biến đổi đối xứng. Ví dụ như là mình tình tiến vector cơ sở R bằng A cộng B cộng C, thì mình có thể thu được các cái nút mạng khác nhau. Ví dụ như là mình có thể tình tiến đi một cái bộ số nguyên N, P, Q nào đó, thì mình sẽ có cái nút mạng mới, nó sẽ tương ứng là NA cộng BB cộng QC chẳng hạn, với N, P, Q là các số nguyên. Thì khi đó cái thu cái nút mạng mới TR đó thì người ta gọi là phép tình tiến. Phép biến đổi đối xứng này chính là phép tình tiến, được chưa? Phép tình tiến như vậy mình sẽ có là gì? Tình tiến này hoặc là quay này, đúng không? Đấy. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cái nhóm đối xứng. Lưu ý cho cô là cái nhóm đối xứng. Trong trường hợp này, cái nhóm đối xứng được định nghĩa là tập hợp tất cả các cái phần tử ha, mà phép biến đổi đối xứng trong đó bao gồm cả cái phép đồng nhất. Lưu ý như vậy. Đồng nhất tức là gì? Bản thân nó đồng nhất với chính cái ô mạng cơ sở đó luôn. Như vậy thì trong cái phần này các bạn đọc thêm cho cô một số các cái tài liệu các bạn có thể tìm trên mạng liên quan đến lý thuyết nhóm, liên quan đến lý thuyết nhóm. Và rõ ràng là mỗi cấu trúc tinh thể thì được đặc trưng bằng một cái nhóm đối xứng nào đó, được chưa? Trong này có một số các cái phép tịnh tiến, có một số các cái phép biến đổi đối xứng, ví dụ như phép tịnh tiến như lúc nãy cô nói này, được chưa? Trong cái phép tịnh tiến ấy, thì rõ ràng các bạn tìm nhóm điểm ha, phải có cái đặc điểm thứ nhất là mình phải tìm được các cái nhóm điểm đối xứng, đúng không? Để mình tịnh tiến từ cái ô này sang cái ô khác, để chính cái nguyên tử đó chính là lặp lại cái vị trí của nó ở cái vị trí mới này ha, thì nó gọi là mang tính chất đối xứng. Cái thứ hai là phép quay ha, tịnh tiến thứ hai là phép quay. Phép quay thì có thể là có trục quay bậc 1, trục quay bậc 2, rồi trục quay bậc 3, trục quay bậc 4, trục quay bậc 6, ví dụ như vậy. Rồi phép phản chiếu, trong trường hợp này người ta gọi là phép đối xứng gương ha. Rồi phép đồng nhất tức là hai lần phản chiếu qua một mặt phẳng thì nó sẽ trở về chính nó, người ta gọi là phép đồng nhất. Rồi phép quay phản chiếu, trong trường hợp phép quay phản chiếu tức là gì? Trong một cái nhóm điểm mình có thể có cả biến đổi theo cả trục quay, và có thể biến đổi là phép phản chiếu tức là đối xứng gương qua một cái gương M nào đó, tức là nó tương tự như là các bạn thu được cái hình ảnh phản xạ ha của một cái vật nào đó ha. Khi mình vẽ một cái hình ảnh phản xạ của một vật nào đó qua gương chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy, thì nó trường hợp cái phép quay phản chiếu đây tức là vừa quay, ví dụ như là quay cái trục đối xứng đi 60 độ, đúng không? Và vừa kết hợp với cái đối xứng phản chiếu qua gương thì mình sẽ thu được cái vị trí của chính nó, ví dụ như vậy. Đấy.
Vâng, rồi sau đó mình có thể có là hình chiếu nổi rồi các cái đối xứng điểm gì đó. Vâng ha. Thì lưu ý chương 1 như vậy. Trong chương 1 thì có một cái phần nữa, đó là cái phần chất rắn vô định hình đó. Cái phần này các bạn tự đọc cho mình cái nha. Xem thử chất rắn vô định hình thì nó có những cái cấu trúc như thế nào ha? Có đặc điểm về cấu trúc như thế nào. Rồi, được chưa các bạn? Đó là xong cái chương thứ nhất ha. Chương thứ hai gợi ý cho các bạn một số các phần của chương thứ hai đây. Các phương pháp nhiễu xạ. Nó đang bị đứng cô. Đây, cô đang chia sẻ lại đây. Cô sẽ làm chia sẻ được nha. Rồi, về các cái phương pháp nhiễu xạ nhé. Trong các phương pháp nhiễu xạ này thì mình nói luôn đó là trong giáo trình cái bài giảng của thầy Đình mà mình gửi cho các bạn ấy, thì thầy viết cũng khá là rõ ha. Trong đó ví dụ như nói đến là cơ sở của nhiễu xạ này, lý thuyết tổng quát, rồi nhiễu xạ TX, nhiễu xạ điện tử, nhiễu xạ neutron. Như vậy thì khi các bạn đọc cái phần này á, thì các bạn phải nói được cho cô là cái bản chất của nhiễu xạ là gì nhé. Tức là mình dùng những cái định luật nào, dùng những định luật nào để làm bật lên được cái bản chất của các cái hiện tượng nhiễu xạ đối với từng loại. Nhiễu xạ TX thì như thế nào, nhiễu xạ điện tử như thế nào, nhiễu xạ neutron như thế nào. Ngoài việc mà mình nói lên được cái bản chất của nó xong rồi thì các bạn phải phân biệt được cho cô là sự giống và khác nhau giữa các cái phương pháp nhiễu xạ này. Nhiễu xạ TX, nhiễu xạ điện tử, nhiễu xạ neutron đó chính là cái cơ sở lý thuyết cho các cái phương pháp nhiễu xạ. Mà phương pháp nhiễu xạ đó là gì? Phương pháp nhiễu xạ tức là phương pháp mình phân tích các cái phổ nhiễu xạ ha, ly dựa trên cái kỹ thuật nhiễu xạ TX, dựa trên kỹ thuật nhiễu xạ điện tử và dựa trên kỹ thuật nhiễu xạ neutron. Và khi mình phân tích được cái phổ nhiễu xạ đó rồi thì mình sẽ biết được cái tính chất của vật liệu mà mình chế tạo đó là cái gì. Lưu ý như vậy thì khi mình đọc, mình lưu ý cho cô. Và trong cái chương mà các cái phương pháp nhiễu xạ trong cái bài giảng cô gửi cho các bạn, ở phía sau nó có các cái bài tập có liên quan. Và mỗi bài tập thì nó đều có cái đáp số. Và có từ 1 cho đến 2 bài tập được minh họa cái cách giải. Cho nên nếu có thời gian các bạn làm các cái bài tập có liên quan ở trong cái phần giáo trình mà cô gửi cho các bạn đấy nhé. Các bạn làm, trong thời gian các bạn làm thì các bạn xem thử là có cái thắc mắc gì cần trao đổi thì các bạn cứ liên lạc với cô ha, để ta cùng cô sẽ hỗ trợ cho các bạn để giải quyết các cái vấn đề có liên quan. Và lưu ý cho cô như vậy trong cái phần phương pháp nhiễu xạ nhé. Đấy, ví dụ như là đầu tiên nói về nhiễu xạ, cái phần này chắc là nếu mà màn hình nó không có hiển thị thì các bạn hoàn toàn có thể mở máy cái giáo trình mà các cô gửi cho các bạn đó, các bạn có thể theo dõi được. Về cái phần này mình cũng chỉ nói gọn lại trong cái bài giảng đó thôi. Đương nhiên thì đầu tiên bao giờ nhắc đến nhiễu xạ thì người ta cũng phải nói đến bản chất của ánh sáng như đã ha. Chắc chắn là bản chất hạt rồi đúng không các bạn? Hạt hay là sóng ạ? Cái nhiễu xạ là ứng dụng của hiện tượng là nói đến bản chất của ánh sáng là hạt hay là sóng? Sóng. Sóng. Đúng. Như vậy thì mình thấy rằng là bản chất của ánh sáng chính là bản chất là về tính lượng, đúng không? Lượng tính sóng và hạt, đúng chưa? Tính hạt thì có thể là nó không giải thích được các cái hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa, phân cực và tán sắc của ánh sáng. Mà tính bản chất hạt của ánh sáng nó thể hiện trong một số các cái luật khác, đúng không? Có cái liên quan. Đấy. Còn đối với các cái hiện tượng như là nhiễu xạ, giao thoa vân vân thì mình phải vận dụng cái lý thuyết sóng của ánh sáng để mà mình giải thích. Trong này các bạn lưu ý cho cô có một cái nguyên lý, đó là nguyên lý Huygens. Nguyên lý Huygens nói cái gì? Nói đến chuyện là mỗi điểm mà sóng truyền tới thì nó sẽ trở thành tâm của các cái sóng thứ cấp.
Lưu ý ha, nguyên lý Huygen, mỗi điểm mà sóng truyền tới ha, sóng truyền tới đấy thì nó chính là tâm của sóng thứ cấp. Như vậy thì vị trí của mặt đầu sóng thực lan truyền được xác định bởi mặt bao của các cái sóng thứ cấp đó. Là thứ nhất là nói về nguyên lý Huygen nhá. Cái thứ hai, trong trường hợp nhiễu xạ thì các bạn để ý cho cô là cái phương trình Schrödinger đối với sóng phẳng. Sóng phẳng thường là sóng có tần số không đổi và các mặt sóng là các mặt phẳng song song với nhau, à, với biên độ không đổi và vuông góc với phương trình sóng. Lưu ý như vậy nhé, gọi là sóng phẳng, gọi là plane wave. À, thì các cái phương trình sóng phẳng thì nó sẽ dựa vào cái phương trình Schrödinger để giải, ví dụ như là d bình phương cos trên dt bình phương sẽ bằng là nuôi bình phương d bình phương cos trên d bình phương. Phương trình Schrödinger là phương trình nói đến cái mối liên hệ giữa cái gì các bạn, giữa cái tọa độ, đúng không, tọa độ của gọi là xác suất để tìm cái hạt ha, ở bất kỳ một cái điểm nào đó trong không gian với cái thời gian mà mình liên hệ ha. Thì khi đó các bạn sẽ có một cái nghiệm của phương trình sóng phẳng có dạng là cos bằng cos không nhân cho gì, e mũ y đúng không, mở ngoặc k vector k nhân cho vector x trừ cho omega t. T tức là thời gian truyền sóng, đúng chưa? K chính là gì? K chính là gì các bạn? K chính là vector sóng và chính là số sóng ha, chính là số sóng. Còn x chính là cái tọa độ có liên quan. Như vậy thì một cái phương trình sóng là phương trình nó thể hiện cái mối liên hệ giữa không gian và thời gian. Lưu ý nhé, cái truyền sóng liên hệ giữa không gian và thời gian. Nó không giống như là cái truyền sóng, à, nó không giống như cái phương trình truyền dao động ha, phương trình dao động. Cái phương trình dao động ví dụ như x bằng a cos omega t cộng phi ví dụ như vậy thì nó là cái phương trình thể hiện cái mối liên hệ giữa tọa độ và thời gian ha. Tọa độ này thì tương ứng với thời gian bao nhiêu. Còn phương trình sóng nó vừa liên quan đến chuyện là lan truyền dao động và lan truyền theo thời gian. Như vậy thì nó là một cái hàm phụ thuộc hai cái biến, đó là biến không gian và biến thời gian. Lưu ý như vậy. À, cái sóng, dạng sóng thứ hai mà các bạn cần phải tìm hiểu đó là sóng cầu ha, sóng cầu. Sóng cầu thì thông thường là sóng phát ra từ một tâm điểm và lan truyền đẳng hướng ở trong không gian. Nó thỏa mãn cái phương trình truyền sóng. Bây giờ lại là sóng cầu sẽ là sóng ba chiều, nó không còn là cái phương trình là d cos bình d bình cos trên dx bình nữa, mà nó sẽ là một cái nắp la, tức là gì, nó chính là d cos d bình phương cos trên dx bình cộng cho d bình phương cos trên dy bình cộng cho d bình phương cos trên dz bình, đúng chưa, và nhân cho nuôi bình bằng bên này là d bình cos trên dt bình. Đấy, tức là nó là một cái sóng theo ba chiều chứ nó không phải là sóng phẳng, nó lan truyền theo một hướng thôi, anh này nó lan truyền theo tất cả các hướng ở trong không gian và nó đặt mang tính chất đặng hướng. Nó nguyên như vậy, cho nên nó là một cái hàm sóng liên quan đến cái đạo hàm, gọi là đạo hàm đa biến, đạo hàm đa biến của cái hàm cos. Cos là hàm sóng, mô tả vị trí của các cái vật chất ở trong không gian. Lưu ý như vậy. Rồi sóng ngang, sóng dọc thì cái này các bạn biết rồi ha. Rồi bản chất của sóng điện từ ánh sáng, hôm nay các bạn đọc kỹ, tìm hiểu qua một chút về sự tán xạ và sự giao thoa của sóng. Rồi sóng giao thoa và nhiễu xạ ha. Giao thoa và nhiễu xạ của sóng điện từ qua khe hẹp. Lưu ý như vậy. Phân biệt được thế nào là hiện tượng phản xạ, hiện tượng giao thoa, hiện tượng nhiễu xạ ha. Đặc biệt là cái nhiễu xạ giao thoa qua khe hẹp thì các bạn sẽ thấy là nó dễ nhầm lẫn với nhau. Lưu ý như vậy. Thông thường ví dụ như là sóng phẳng ha, mà nhiễu xạ qua một khe hẹp chẳng hạn, thì cái kết quả mình thu được nó sẽ là một cái đỉnh cực đại ha, một đỉnh cực đại, còn các đỉnh còn lại là gọi là đỉnh cực đại thứ nhất, đỉnh cực đại thứ hai, cái đỉnh cực đại thứ ba, thì những cái đỉnh cực đại phía sau nó sẽ thấp hơn cái đỉnh cực đại ban đầu. Đấy. Còn lại cái nhiễu xạ qua khe hẹp mà qua hai khe á, thì nó sẽ cho mình dãy ha, một dãy các cái sóng ha, một dãy các cái sóng nó khá là tương đồng với nhau về các cái đỉnh cực đại. Rồi nhiễu xạ qua ba khe thì mỗi đỉnh sóng thì nó lại phân tích ra làm hai đỉnh cực đại. Lưu ý như vậy. Tương tự như vậy, nhiễu xạ qua bốn khe, đấy, nó sẽ biến đổi bởi cái đường bào của các cái nhiễu xạ.
tiếp theo. Thế thì các bạn đọc, các bạn phân biệt cho cô là nhiễu xạ 1 khe, 2 khe, 3 khe, 4 khe về mặt bản chất là nó khác nhau ở điểm nào. À, đối với cái hiện tượng nhiễu xạ tia X á, thì các bạn lưu ý cho cô cái phương trình mà nó gọi là nó sự thỏa mãn cái điều kiện nào để nó xuất hiện các cái đỉnh nhiễu xạ, nó cái là xuất hiện các cái cực đại nhiễu xạ. Thì các bạn đọc cho cô cái điều kiện Bragg nhé, điều kiện Bragg tức là BRAA à, BRAGG đấy. Lưu ý nhé, tức là N lambda thì bằng 2DHKL sin beta HKL. 2DHKL chính là DHKL chính là gì? Đó chính là khoảng cách giữa các cái mặt phẳng có cái chỉ số Miller, có cùng một chỉ số Miller là HKL. Tức là những mặt phẳng song song. Con rót cho mẹ đi nước. Song song được chưa? Còn cái sin DHKL chính là cái góc ha. À, góc đấy tức là những cái góc này đã được xác định ở đó là cái vị trí ha, giao thoa, à, vị trí nhiễu xạ, à, chính là cái cực đại giao thoa nhiễu xạ, đó chính là cái góc sin delta này, được chưa? Còn N, trong trường hợp này N là số bậc phản xạ, lưu ý nhé. Cô ơi, cô chia sẻ lại màn hình nè cô ơi. Mình chia sẻ rồi đó chứ, mà nó cũng chạy rồi chứ. Đây nhé, đang trên màn hình của các bạn đó là các cái tâm ha, tâm tán xạ và tâm nhiễu xạ ha. Dưới những cái góc 2 delta này thì nó sẽ giao thoa hoàn toàn với nhau và xuất hiện các cực đại nhiễu xạ, nó thỏa mãn cái điều kiện Bragg ở đây ha. Phương trình này các bạn có biết rồi chứ, phương trình 21 đây này. Phương trình 21 này mình hoàn toàn có thể chứng minh được dựa vào các cái gọi là các cái quang trình à, trong cái hiện tượng nhiễu xạ qua một khe mình vẫn chứng minh được. Được chưa? Đó nhé. À, trong cái phương pháp nhiễu xạ thì có một cái điểm này nó hơi khó thì mình không dạy trực tiếp, tức là nó liên quan đến là các cái tính toán, các cái phương trình toán mình sử dụng ở trong lý thuyết nhiễu xạ, ví dụ như là chuỗi biến đổi Fourier này đấy, các cái chuỗi Fourier này, cái này các bạn phải biết này, ví dụ như là hàm fx thì bằng tổng sigma theo nan sin 2 pi nx chia lambda, thì mình khai triển cái chuỗi Fourier này như thế nào. Bởi vì các cái thuật toán trong cái lý thuyết nhiễu xạ thì thông thường là nó hầu như là dựa vào cái chuỗi Fourier này hết. Phép biến đổi Fourier, một số các cái tích phân Fourier, ví dụ như vậy. Rồi tính chất của hàm delta. Các bạn học gọi là gì nhỉ? Các bạn đã học toán cho vật lý chưa? Học chuyên đề toán cho vật lý chưa? Chưa cô ơi. Chưa học toán cho vật lý. Còn nhớ cái chi về toán cho vật lý không? Có nhớ cái phép biến đổi Fourier không? Còn nhớ không các bạn? Nó có những cái phép biến đổi chính nào còn nhớ không? Ví dụ như lúc nãy cái hàm mà cô vừa đọc fx bằng tổng sigma nan sin 2 pi nx chia lambda, thì mình khai triển cái chuỗi Fourier này khai triển như thế nào? Phải dùng cả số phức nữa các bạn. Phức tạp hè. Được rồi, phần này các bạn đọc đi ha. Đọc để cho hiểu đi ha. Bởi vì nó liên quan đến toán học nhiều, công thức toán học nhiều. Ví dụ như sin AX, sin BX thì bằng là sin bằng E mũ IAX trừ cho E mũ trừ IAX chia cho 2Y ha. Nhân cho E mũ IBX trừ cho E mũ trừ IBX chia cho 2Y. Số thật và số ảo, số phức, đó là liên quan đến số phức, cho nên là các bạn đọc ở đây có một số các công thức các bạn đọc lại, chứ không ở đây cô nêu ra các bạn cũng lùng bùng không nhớ gì đâu.
À, tiếp theo là các thừa số tán xạ nguyên tử các bạn nhé. Các thầy cô đọc thêm cho tôi trong cái giáo trình ha. Rồi sự bảo toàn năng lượng. Đó. Rồi nói đến nhiều xạ tia X thì có là bản chất của tia X ha. Bản chất tia X chính là sóng điện từ, rồi một số tính chất cơ bản của tia X. Biểu diễn sóng phẳng của tia X, ví dụ như vậy, rồi phổ bức xạ tia X liên tục. Rồi sự thay đổi cường độ của tia X ha, theo bước sóng. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi phổ tia X đặc trưng, bức xạ vặt, ví dụ như vậy ha, rồi hình quang tia X. Rồi các cái phương pháp nhiễu xạ thì có hấp thụ tia X, rồi một số các cái kỹ thuật như là kỹ thuật lâu e, rồi kỹ thuật tia X, kỹ thuật về cái phương pháp bột, ví dụ như vậy. Vâng, nó nằm ở trong giáo trình đó. Có rất là nhiều, các bạn chắc là cố gắng đọc. Xong rồi đến chủ nhật tuần tới thì những cái phần nào mà mình chưa hiểu thì tôi có thể nói kỹ hơn ha. Trong cái hình học nhiễu xạ thì có thể nói đến là định luật Bragg này, phương trình Low E này, mạng nghịch. Mạng nghịch tức là đây gọi là mạng đảo á ha. Mạng nghịch thì một số sách người ta cũng gọi là mạng đảo và nhiễu xạ. Các hướng nhiễu xạ, các phương pháp nhiễu xạ và các ứng dụng của cái phần này. Đây, mình chia sẻ cái phần này nhé, thì các bạn lưu ý cho cô này. Các bạn có thể đánh dấu hoặc là chụp màn hình lại cái phần này nhé, để là cái phần này là cái phần mà mình tìm hiểu đây. Để cho các bạn tìm hiểu những phần này nó khá là đơn giản hơn các cái phương trình toán, nếu mình phương trình toán mà không dạy trực tiếp thì nó khá là phức tạp, khó hiểu. Được chưa? Cái phần mà hình học nhiễu xạ các bạn nắm cho cô nhé. Đây nha, định luật Bragg nha, phương trình Low E nha. Mạng nghịch ở đây chính là mạng đảo và nhiễu xạ này, các hướng nhiễu xạ này, các phương pháp nhiễu xạ này và các ứng dụng của phương pháp nhiễu xạ này. Đó, 6 phần đó hết của cái hình học nhiễu xạ TX nhá. Ủa sao lại có một bạn vô là ta? Chừng mới vô à? Dạ không, ra. Bị ao à? Cô ơi, cho em hỏi xíu cô. Ừ, em hỏi đi. À, cái tài liệu mà cô đang chia sẻ với em nó khác với tài liệu cô nhờ em gửi cho nhóm đúng không cô? Giống chứ, chỉ cái này chỉ có phân tích kỹ hơn thôi, còn tài liệu kia là viết tổng quát hơn. Về mặt bản chất nó chả có gì khác hết. Tài liệu mà cô chia sẻ là nó gọn hơn, còn tài liệu mà cô giảng ở đây nên nó chi tiết hơn. Tài liệu này là tài liệu giảng, còn tài liệu kia là tài liệu để cho các bạn tham khảo. Dạ, tại cái chương 1 nãy em thấy không có trong tài liệu. Đúng rồi, chương 1 là chương lý thuyết cơ sở ban đầu. Cái chương này đáng lẽ là không nói nhưng mà phải nói để cho các bạn nắm lại một số các cái đặc trưng, vì các bạn không học cái chuyên đề vật lý chất rắn nâng cao. Trong chương trình học của mình không có đúng không? Chỉ có cơ lượng tử nâng cao thôi đúng không? Không có cái vật lý chất rắn. Dạ đúng rồi cô. Cô cho tụi em xem cái này luôn đi cô ơi. Coi tài liệu đúng không? Cái này chắc là mình gửi email vì nó khá là nặng. Bạn Hoa cứ nhắn địa chỉ email qua Zalo là mình gửi cho, không sao hết. Hoàn toàn share cho các bạn thoải mái. Dạ em cảm ơn cô. Rồi. Cô ơi, mấy cái chủ đề sau mình cũng chưa có tài liệu á cô. Ví dụ như là hiện tượng siêu dẫn nè, rồi các cái bậc điều. À không, đó các bạn, hiện tượng siêu dẫn á, các bạn trên mạng nó nhiều tài liệu lắm. Phần đó cô không cho tài liệu các bạn đâu. Các bạn tự tìm tài liệu để mà làm chuyên đề nhé, để làm tiểu luận nhé. Dạ, cái chỗ vật liệu tư nano cũng không cho luôn à cô. Không có tài liệu, không có tài liệu. Tại vì tài liệu nó rất là nhiều. Phần nó cực kỳ nhiều luôn. Dạ. Bây giờ làm mơ hồ đấy nha cô. Mơ hồ đâu, đầu tiên á, các bạn khi các bạn nhận đề tài các bạn phải vạch ra, các bạn cho tôi xem thử là các bạn định viết cái gì ở trong cái đề tài đó. Bởi vì cái tiểu luận nó sẽ bao gồm là gì ạ? Bao giờ nó cũng có phần mở đầu đúng không? Phần nội dung, phần kết luận, sau đó là tài liệu tham khảo đúng không? Như vậy thì phần mở đầu thì không nói rồi, bây giờ cái phần nội dung là mình định làm mấy phần, chẳng hạn mình định làm 2 chương thì chương 1 là gì, chương 2 là gì. Và thông thường một cái tiểu luận thì cho cô ít nhất phải 20 trang, lưu ý nhé, ít nhất là phải 20 trang, như vậy có nghĩa là 20 trang trở lên. Đấy, thì đầu tiên là các bạn khi mà bạn nhận đề tài các bạn phải hình dung xem thử là cái mình có cái sườn bài là gì, hay nó khác là cái đề cương. Và các bạn sẽ liên lạc với cô để mà sửa cái đề cương đó nhé.
Và trong từng cái nhóm khi mà liên lạc á, thì sau khi các bạn có cái đề cương thì các bạn gửi cho cô qua Zalo cũng được, điện thoại số Zalo của cô thì bạn bạn Hoa có rồi đó. Các bạn cứ trao đổi trên Zalo thì cô sẽ chỉnh sửa cho các đề cương của các bạn và dựa vào các sườn đó các bạn tìm tài liệu để các bạn viết. Chứ không phải thả cho các bạn ưng chi viết nấy đâu. Bởi vì nếu như thế thì các bạn sẽ không có cái định hướng. Mà không có định hướng thì mình sẽ không biết viết cái phần nào. Được chưa? Cái vật liệu nano từ đó là một cái đề tài nó cực kỳ rộng, ha, cực kỳ rộng và cũng khá là dễ viết. Cái như tương tự như vậy thì đối với hiện tượng siêu dẫn cũng vậy, nó cũng khá là dễ viết. Bởi vì á, là nếu các bạn tìm thì cái sách về hiện tượng siêu dẫn nó rất là nhiều. Giờ cơ bản là mình gom lại mình viết cái gì, à, mình viết cái gì trong vòng khoảng từ 20 cho đến 30 trang mà mình nói được hầu như là các đặc điểm cơ bản của cái chủ đề của mình, các nội dung cơ bản của chủ đề của mình. Riêng đối với cái hiện tượng siêu dẫn, các bạn có thể tìm cái quyển là hiện tượng siêu dẫn hoặc là siêu dẫn thôi, cái tên sách là siêu dẫn thôi, của thầy thầy Thùy, tự nhiên quên mất cái gì, thầy Nguyễn Văn Thùy, thầy Nguyễn Văn Thùy ở Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Bài giảng cái giáo trình của thầy viết khá là đầy đủ. Dạ. Được chưa? Hôm nay chắc là từng đó thôi các bạn nhé. Dạ dạ, chương này được. Chương 2 thì cái chương cô đang nói đến phương pháp nhiễu xạ thì tuần sau ta sẽ nói tiếp đối với cái một vài các cái nét cơ bản của cái nhiễu xạ electron và nhiễu xạ neutron. Những bạn nào mà làm cái chủ đề TX rồi neutron, electron thì các bạn hoàn toàn có thể bám vào cái giáo trình mà cô đã gửi ha. Cái phần mà cô file mà cô trình bày ở đây nó chỉ gọi là chi tiết, nó tổng quát hơn và nó chi tiết hơn thôi. Còn lại cái giáo trình mà thầy Đình viết á, giáo trình đó không phải cô, bài giảng nó không phải cô viết đâu, thầy Lê Đình viết, thì thầy viết rất là cô đọng, thầy viết rất là cô đọng, cho nên là mình dựa vào các cái ý chính trong đó. Lưu ý cho cô là cái chương 2 nó có mấy bài tập đó nha, cái chương nhiễu xạ nó có mấy bài tập á, các bạn có thể làm nhóm với nhau ha, mình có thể thảo luận với nhau để giải các cái bài tập ở trong cái phần đó nhé. Rồi, thế nha, hôm nay dừng ở đây nha. 9:35. Dạ, dạ, chào cô. Chúc các bạn.